Các bạn đang nghe truyện chàng rễ mạnh nhất lịch sử trên kênh TV Audio CV. Chương 265, Tô Nang gặp tuyệt cảnh. Phá cuộc. Kiến công lập nghiệp. Hơn nửa canh giờ sau đó, Tô Nang yếu ớt tỉnh lại. Chỉ thấy được trước giường quỳ đầy đầy đất người, khuôn mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ở trong lòng tất cả người họ Tô, Tô Nang giống như thiên thần vậy, vĩnh viễn bất bại. Dù cho vài lần cùng quốc quân đánh cờ, thậm chí đều chiếm cứ thượng phong. Nhất là trước đây không lâu vua Khương chết bất đắc kỳ tử, đối với gia tộc họ Tô mà nói cũng là một trận tai họa ngập đầu. Nhưng vẫn ở dưới sự hướng dẫn của Tô Nan chuyển nguy thành an. Tô Nan chỉ mấy trăm người, công khai tuôn ra kinh đô Việt quốc, hơn nữa quậy toàn bộ kinh đô đến long trời lỡ đất. Quy phong lẫm lẫm đến cỡ nào, trực tiếp xé ra cái mặt nạ cường đại của Việt quốc, để nước ngô cùng nước sở điên cuồng ra sức cắn có thể nói cục diện việt quốc nguy cơ tứ phía thiên hạ bao vây tấn công chính là một tay tô nang đạo diễn tô nang chính là hồn gia tộc họ tô mà bây giờ cái hồn này họ tô lại cũng hộc máu ngã xuống điều này làm sao không để lòng người gia tộc họ tô sợ hãi tô nang chợt vén chăn lên từ trên giường đứng lên ta còn chưa có chết khóc cái gì một tiếng tức giận này để tất cả mọi người yên tĩnh lại giống như gia chủ vô địch lại trở về tất cả mọi người tràn trề ngưỡng mộ mà nhìn tô nang tràn đầy khát vọng cùng mong mỏi lúc trước gia chủ có thể dẫn gia tộc họ tô vượt qua lần nguy cơ này đến lần khác lần này cũng nhất định được tất cả mọi người đi ra ngoài gia tộc họ tô chúng ta còn không diệt được nên làm gì thì làm đi tô nang nói mấy người các ngươi đi với ta vào thư phòng tất cả mọi người lui ra ngoài tô nang tiến vào bên trong thư phòng mấy người dòng chính gia tộc họ tô cũng cùng nhau tiến vào ở bên trong thư phòng tô na ngẩn ngơ khi nhìn vào tấm gương cái gương này là gia tộc họ tô bỏ rất nhiều tiền mua từ đợt đấu giá của hội thiên đạo phản chiếu rất rõ ràng ta lại cũng có nếp nhăn tô nan thở dài ông là người biết cách chăm sóc tuy rằng đã sáu mươi tuổi nhưng nhìn qua tối đa bốn mươi tuổi hoàn toàn như tráng niên lúc trước ở kinh đô ông ta thích giả làm người già rõ ràng 60 lại làm như sắp xuống lỗ đến nơi. Hôm nay lại thật có chút già rồi. Làm phản tàn hại người ta thật. Giống như mỗi một ngày đều phải cố gắng chịu đựng. Chỉ một hai tháng mà thôi, lại già đi gần 10 tuổi vậy. Hôm nay, tất cả kế hoạch bá nghiệp lớn, đều thả luôn xuống sông. Chủ lực họ tô hủy diệt, cương quốc bên kia cũng thay đổi màu sắc. Cương quốc bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tô nang bèn hỏi. Tô Dông đáp vẫn không có tin tức, nhưng là có người thấy Tô Niễu bị bắt. Tô Nang thở dài một tiếng nói Aruti có thể đã chết, bị thẩm lãng hại chết, trận động đất bên Đại Tuyết Sơn là đã xảy ra chuyện gì, tuyết lỡ. Tô Dông nói võ sĩ chúng ta đã đi thăm dò thấy tuyết lỡ hết một mặt, mấy vạn đại quân vua khương Aruti có thể đã tán thân trong trận tuyết đó. Tô Nang hít một hơi khí lạnh. Thẩm lãng độc thật, tuyết lỡ làm dễ vậy sao? Hắn làm sao làm được hả, lại lợi dụng uy thế đất trời tiêu diệt kẻ địch, người này rõ ràng khủng bố như vậy, Arunana trở thành vua khương, ngay cả siêu dũng như Subuti này cũng thuộc về nàng. Cương quốc bên kia coi như không có trông cậy vào. Đại quân chủ lực của họ Tô cũng mất. Tô Nang nói chúng ta còn dư lại bao nhiêu quân đội, Tô Trảng nói khoảng chừng 5.000. Chỉ còn lại 5.000, lúc gia tộc họ Tô cường thịnh nhất, cộng thêm lính đánh thuê, cộng thêm viện quân đại kiếp tự, chính là có chừng hơn 4 vạn bây giờ chỉ còn lại 5.000, nói đến đây mới buồn cười, gia tộc họ tô mạnh nhất là ngay nửa tháng trước. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục tốc độ, thật đúng là nhanh. Kế hoạch bá nghiệp lớn coi như công giả tràng, nghĩ tới đây, giữa ngực bụng tô nang lại một trận quặn đau, giống như lại muốn phun ra một búng máu. Ông vội vàng nhịn xuống, hít thở nhẹ nhàng. Tại sao họ tô của ta lại treo chọc thẩm lãng, nếu như không có hắn thọc gậy bánh xe, ta lúc này đã thành đại nghiệp đại quân của ta đã sớm quét ngang toàn bộ hành tỉnh thiên tây đã sớm tô khương hợp nhất đúng là do một phong mật thư có người truyền đến tin tức tuyệt mật nói gia tộc họ kim cũng không có hủy phong mật thư của lão hầu tước tô tiễn mật thư hiệu triệu gia tộc họ kim đầu nhập vào ninh nguyên vũ nhưng kim trác lại luôn miệng nói mình đã đốt tô na nguyên bản không tin mật báo người kia ông ta vẫn vô cùng tin tưởng nhân phẩm kim trác thế nhưng đối phương lại thuộc lại hoàn chỉnh nội dung mật thư Lúc đó Tô Nang rợn cả tóc gáy. Những sắp xếp của ông ta còn chưa hoàn thành, nếu như phong mật thư này tuôn ra thì tuy rằng chưa nói tới tai họa ngập đầu, nhưng lại là một trận đại họa. Cho nên lúc đó Tô Nang liền kết luận, gia tộc họ Kim rất tâm hại họ Tô. Như vậy ta đương nhiên sẽ phải tiên hạ thủ vi cường, cho nên gia tộc họ Tô nhiều lần xuất thủ gia hại gia tộc họ Kim. Con tin tức gia tộc họ Kim không có tiêu hủy phong mật thư kia, là ai tiết lộ cho Tô Nang vậy, hội ẩn nguyên. Đúng rồi, là hội ẩn nguyên. Bá Tước Kim Trác đã hủy diệt phong mật thư, vì sao hội ẩn nguyên còn biết nội dung phong mật thư? Cái này liền không biết được rồi. Nhưng hai nhà chính là từ khi đó, kết làm tử thù, không chết không thôi, Thẩm Lãng mới có thể điên cuồng mà trả thù họ Tô. Mấy tháng trước, Thẩm Lãng mới vừa tiến vào kinh đô kêu gào muốn diệt họ Tô, tất cả mọi người cười bỏ qua, cảm thấy hoàn toàn là con chó sủa trời, tên hề nhảy nhót mà thôi. Ngay cả Tô Nang cũng cho rằng như vậy. Thật không ngờ chỉ thời gian mấy tháng, thẩm lãng lại thực sự hại gia tộc họ Tô đến tình cảnh như thế. Nhưng mà, tất cả chuyện này đều không quan trọng. Chuyện đã xảy ra rồi. Thời khắc mấu chốt nhất của gia tộc họ Tô đến rồi, kế tiếp chỉ cần đạp phá một bước, gia tộc họ Tô mấy trăm năm sẽ tan thành mây khói. Phải làm gì, phải làm thế nào vượt qua trận nguy cơ trí mạng này, cục diện trước mắt, giống như thấy thế nào cũng là một tử cục, tử cục gia tộc họ Tô. Tô nan động não thật nhanh. Chủ công, tòa thành nhà chúng ta xây dựng qua mấy trăm năm trên núi cao chót vót, phòng thủ kiên cố. Tô Dông nói hơn nửa lối đi đến tòa thành cũng chỉ có một con đường, bốn phía tòa thành là vách núi đá, căn bản không cách nào bao vây tấn công. Tô Trảng nói không tệ, bên trong tòa thành chúng ta không thiếu nước ngọt, không thiếu lương thực, thủ vững mấy năm cũng không vấn đề. Năm nghìn quân phòng thủ tuy rằng ít, nhưng phòng thủ mấy năm dư sức. Một người đã đủ giữ qua ngải, vạn người không thể khai thông, dù cho tới mấy vạn kẻ địch cũng đừng hòng công phá tòa thành chúng ta. Lời này nói ra nửa điểm không tệ. Tòa thành của gia tộc họ hiểm trở tới cực điểm, so với pháo đài thành nộ Triều càng thêm dễ thủ khó công. Tiến đánh tòa thành như vậy, quả thực chính là một cơn ác mộng. Tô Nang thản nhiên hỏi nếu như kẻ địch chỉ bao vây không đánh thì sao? nên nguyên hiến điều động đại quân quét ngang toàn bộ lãnh địa gia tộc họ tô chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ quận bạch dạ không có lương thực không có thuế má gia tộc họ tô chúng ta liền trở thành rễ không có nước đến lúc đó coi chừng cái tòa thành này thì có ích lợi gì nghe những lời này hoàn tràng tĩnh lặng việc quốc quả thực không cần tiến đánh tòa thành cứ bao vây cho tự hỏng là được tô Nang nói khi đại thế ở phía ta tòa thành vững chắc đương nhiên như hổ thêm cánh mà khi đại thế không ở bên phía ta tòa thành có vững chắc cách mấy cũng vô dụng, thế giới này sẽ không có tòa thành nào không thể hạ, cái pháo đài của cừu thiên nguy kia bảo cũng đủ vững chắc, nhưng vẫn thất thủ. Tô nan nhắm mắt lại. Tòa thành phủ hầu tức trấn viễn phòng thủ kiên cố, nhưng là giống như một cái vòng vây đang đốt cháy, là cạm bẫy một an toàn. Gia tộc họ Tô cảm thấy có tòa thành bảo vệ thế này, cho nên co đầu rút cổ ở bên trong thủ vững, nói vậy giống một con ếch được nấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nang lại một lần nữa nhắc khi đại thế không ở phía chúng ta, và thành vững chắc đến đâu cũng vô dụng. Cước bộ của ông ta càng lúc càng nhanh, hít thở càng ngày càng gấp rút. Bởi vì ông ta muốn ra một quyết định, quyết định kinh người trước nay chưa từng có. Quyết định này quá khó khăn, cơ hồ là tráng sĩ cục tay. Nhưng quyết định này lại nhất định phải làm. Ông ta nhắm mắt lại, hít thở thật sâu hết lần này đến lần khác. Ta nghĩ kỹ chưa, xác định nghĩ kỹ chưa, nghĩ xong, như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Tô Nang nói chúng ta bỏ tòa thành đi, trong thời gian ngắn nhất rút lui khỏi, toàn tộc rời khỏi Việt quốc, xuyên qua Khương quốc, tiến vào Tây Vực. Nghe những lời này, tất cả mọi người khiếp sợ, không thể tin nổi. Cái gì, bỏ đi tòa thành, gia chủ đây bị điên thật sao, cái tòa thành này vững chắc như vậy, kẻ địch căn bản không có thể công được vào đây, thủ vững mấy năm cũng không vấn đề. Bây giờ lại muốn chủ động bỏ đi, cái này chẳng phải là chấp tay đưa trăm năm cơ nghiệp tặng không sao, người xa quê hèn hạ. Gia tộc họ Tô ở lại cái tòa thành này không tốt sao, lại muốn rời xa đi tây vực. Đây không phải là cử tử nhất sinh nhà, Tô Nan nói như đinh chém sắt, nếu bỏ đi tòa thành, gia tộc họ Tô trốn xa, còn có một đường sinh cơ. Nếu thủ tòa thành, hoàn toàn một con đường chết. Tô trảng nói huynh trưởng, dựa vào lâu đài này, chúng ta chí ít còn có thể thủ vững mấy năm. Tô Nang lắc đầu nói không thủ được, một khi chúng ta bị nhốt ở bên trong cái tòa thành này, tất cả địa bàn toàn bộ đã đánh mất. Lòng người sẽ tán loạn, cho đến lúc này tòa thành sẽ tự sụp đổ. Tất cả pháo đài, cũng là công phá từ bên trong. Tô Dông nói quân đội gia tộc họ Tô chúng ta nhất định trung thành và tận tâm, Tô Na nói không có khả năng, trên thế giới sẽ không có quân đội tuyệt đối trung thành. Khi bọn hắn nhìn không thấy hy vọng, lòng người thay đổi, khi đó mới là tử kỳ gia tộc họ tô chúng ta. Lâu đài này căn bản giữ không được mấy năm, thậm chí giữ không được nửa năm, dù cho lương thực cũng đủ ăn 2-3 năm, thế nhưng lòng người yếu đuối, thủ vẫn không được nửa năm. Những lời này của Tô Nang hoàn toàn nói toạc ra chân lý. Lòng người như nước, là thứ chẳng thể dựa vào. Khi ngươi thuận thế, đương nhiên lòng người hướng về. Nhưng để cho ngươi ở vào nghịch thế, ai cũng có thể phản bội ngươi, ai cũng có thể tới đạp ngươi một chân. Tô Trảng nói huynh trưởng dẫn người thủ vững tòa thành, ta dẫn người rời khỏi đi Tây Vực, xông ra đến vùng đất mới. Tô Nang nói đây càng thêm không có ý nghĩa, đều đến như thế thời khắc mấu chốt, gia tộc họ tô chúng ta càng không thể phân liệt. Ta muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới có thể hiểu, trăm năm cơ nghiệp của họ tô là miếng địa bàn dưới chân núi, mà không phải cái tòa thành này. Khi chúng ta thắng, cái tòa thành này chính là hoàng cung. Khi chúng ta thua, cái tòa thành này chính là lao tù chúng ta tuyệt đối không thể tự bị nhốt nơi này nhảy ra khỏi lao tù này mới có một con đường sống tô dông khóc thúc thiếp nói chủ công nói cái gì chính là cái đó mặc kệ chủ công đi nơi nào lão nô đều vĩnh viễn đi theo thế nhưng nhưng là chúng ta có thể đi nước sở tây vực dã man chủ công đi đến đó sẽ bị coi thường nếu chúng ta đi nước sở chủ công vẫn có thể phong hầu tô nang lắc đầu nói nước sở cùng nhân chủng với chúng ta họ tô chúng ta quá dễ dàng sáp nhập vào cho nên một khi ta dẫn binh đầu nhập vào nước sở đương nhiên sẽ được phong hầu tiếp đó bị tiêu diệt từng bộ phận gia tộc họ tô hoàn toàn bị tan rã bởi vì là đồng loại những tướng lãnh gia tộc họ tô chúng ta khi đầu nhập vào quyền quý khác cũng không có áp lực chút nào loại tình huống này nhất định sẽ phát sinh họ tô chúng ta là chạy tới nước sở như là chó chết chủ vậy Gia tướng trung thành có thể có thể duy trì mấy tháng nửa năm, nhưng lâu ngày, bọn họ nhất định sẽ đi đầu nhập vào kẻ mạnh hơn. Nước sở là một quốc gia văn minh, sống theo nề nếp kỹ cương, dựa vào lực lượng họ tô chúng ta còn sót lại rất khó đột phá, rất khó thu được cái gì. Thế nhưng Tây Vực không giống, chỗ đó ngư lông hỗn tạp, vẫn là loạn thế, đang thích hợp chúng ta sinh tồn. Hơn nữa chủng tộc cũng khác chúng ta, họ tô chúng ta đi nơi nào tuy sẽ phải chịu tẩy chay nhất định, nhưng cũng chính là như thế, những binh lính họ tô này mới có thể chăm chú đoàn kết ở bên cạnh ta, không có khả năng bị thu mua, bởi vì không phải tộc của ta thì lòng sẽ nảy sinh sự xa lánh, lời này của tô nang, lại một lần nữa nói ra chân lý. Ví như một đám người trong một nước, ở cùng quê có thể đánh nhau đầu rơi máu chảy. Nhưng đến khi ra nước ngoài, cuộc sống không quen, đưa mắt vừa nhìn cũng là kẻ ngoại tộc, liền bản năng ôm nhau sưởi ấm. Cho nên tô nang tới đó địa vị lãnh tụ không chỉ sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ càng thêm tập trung chủ công, chúng ta đi tây vực xong xuôi, vậy sau này còn trở lại không? Tô Nang nói trở về, đương nhiên trở về. Tối đa 10 năm chúng ta là có thể trở về giết, bởi vì đến lúc đó Việt Quốc nhất định đại loạn. Ninh Nguyên hiến người này quá thích đùa lửa, quá thích đánh bạc, một ngày nào đó sẽ bị tổ trác. Tam vương tử cùng thái tử tranh ngôi, chính là một kết cục khó giải. Chờ Việt Quốc đại loạn, chính là lúc chúng ta ngóc đầu trở lại. Tô Trảng nói chủ công, nhưng là bây giờ Việt quốc cũng vô cùng loạn, vùng biên giới hai vua ngô Việt tập hợp hai mươi mấy vạn đại quân. Phía tây nước sở ở cùng gia tộc họ xung đánh cho bừng bừng khí thế, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp loạn mà sống. Tô Nang lắc đầu nói giả, cũng là giả. Bất kể là nước sở hay là nước ngô, cũng không có gây đại quyết chiến với nước Việt thật sự. Chỗ này chỉ có một đại chiến là thật, đó chính là cuộc chiến thành nộ triều. Những chiến tranh khác cũng chỉ là đầu cơ, bởi vì họ tô chúng ta phản loạn mà đưa đến hành vi đầu cơ thử có thể từ trên người việt quốc cắt lấy một miếng thịt hay không bây giờ họ tô chúng ta thất bại nước sở sẽ lui binh rất nhanh ngô vương cũng sẽ thỏa hiệp rất nhanh người này là linh hồn họ tô chỉ có một mình ông ta có thể thấy rõ toàn bộ chiến lược thế cục diễn tuồng dù là thật hay giả nhân vật chính chúng ta đã xuống sân khấu thì các vai phụ khác diễn thế nào Tô Nang nói thậm chí không cần 10 năm chúng ta là có thể trở lại quê xưa, bởi vì một kiêu hùng thiên hạ như vua căng thế này, hắn đã mượn cuộc chiến nước Nam ẩu thống nhất toàn bộ tộc Sa Mang, một khi để hắn thành công biến thành vua tộc Sa Mang, đó chính là lúc long trời lở đất phía Nam Việt Quốc, mà khi đó cũng là thời điểm thái tử cùng Tam Vương tử tranh ngôi kịch liệt nhất, có thể trong vòng 3 năm rưỡi chúng ta có thể dết trở về, Đông Sơn tái khởi, tái hiện huy hoàng. Đi, đi nhanh lên. Tô Nang bỗng nhiên chợt quát to, "Họ Tô chúng ta phải bỏ tòa thành mà trốn thật xa, chuyện này không ai có thể đoán được, cho nên thời gian đối với chúng ta có lợi. Chờ đại quân kẻ địch đánh tới, dù cho còn muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Nhanh đi thu thập tất cả, trừ mấy đứa bé dòng chính, những đàn bà trẻ nhỏ già yếu khác, hết thảy không mang theo, không chỉ có như thế, hơn nữa đối với bất kỳ người nào bảo mật, không muốn nói cho họ biết quân đội chúng ta sắp đi, giống như xuất chinh bình thường vậy." Lập tức chuẩn bị thần đông đi liền, hành quân không dừng lại, các ngươi đi trước mấy canh giờ, ta tiếp tục ở lại trong pháo đài. Nửa ngày sau, ta bí mật đến đây cùng các ngươi tụ họp. Tóm lại lúc này đây rút lui khỏi, trừ mấy người ở đây ra, bất luận kẻ nào cũng không thể biết được, có nghe hay không, toàn tràn mọi người chấn động. Đây là là bỏ đi gần như tất cả người già yếu phụ nữ và trẻ em trong pháo đài. Cái này chẳng khác nào để cho bọn họ chết đi bởi vì địch nhân sẽ nhanh chóng tiến đến chỗ sung yếu của tòa thành nếu có quân phòng thủ ở đây lâu đài này phòng thủ kiên cố còn có thể bảo vệ được dù cho chỉ có mấy nghìn quân phòng thủ thế nhưng dựa vào hơn một nghìn người già yếu phụ nữ và trẻ em là căn bản không có khả năng bảo vệ gia chủ quá lòng già ác độc không chỉ bỏ qua tòa thành hơn nữa bỏ hơn một nghìn tộc nhân nhanh nhất định phải nhanh nếu như ta không có đoán sai hai con chó gấp rút bỏ đá xuống giếng trịnh đà cùng lương vĩnh niên đã muốn dẫn binh đánh tới mà thẩm lãng hoàn thành một món phong công vĩ nghiệp hẳn là ở vào thời điểm đắc ý nhất thời khắc người đắc ý nhất liền dễ sơ sẩy cho nên tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ buông tha tòa thành rút lui khỏi hắn chắc chắn còn muốn để chúng ta cùng trịnh đà lưỡng bại câu thương tiếp đó hắn đi ra ngồi hưởng ngư ông thủ lợi nhưng thẩm lãng người này gian xảo vô cùng hắn có thể rất nhanh đã sẽ tỉnh táo lại chúng ta chúng ta nhất định phải nhanh tô trảng nói chủ công chúng ta đây liền dễ dàng tặng không cái tòa thành này sao tô nang nhắm mắt lại từ mặt ký trí từ lợi ích ông ta biết nên chấp tay nhượng tòa thành cho trịnh đà cùng lương vĩnh niên như thế hai tên trộm này sẽ thay thế được họ tô tạo thành trò cắt cứ đây đối với việc quốc mới bất lợi nhất thế nhưng tô nang thực sự không cam lòng người thống hận nhất thường thường không là kẻ thù mà người cùng nhà bỏ đá xuống giếng Trịnh Đà lúc trước cùng ta diễn trò, không phải Minh Hữu lại giống như Minh Hữu. Lương Vạn Niên càng là chó săn. Họ tô chúng ta hưng mà thời điểm họ tô chúng ta xui xẻo, thẩm lãng đều còn chưa có nhào lên cắn, hai người các ngươi ngược lại không thể chờ đợi. Để ta cầm tòa thành cứ như vậy dễ dàng cho các ngươi, cho các ngươi thành chuyện. Thật sự là không cam lòng, độc đậu mùa chúng ta chuẩn bị, còn nữa không? Tô nan bèn lạnh giọng hỏi. Cái gì là độc đậu mùa, chính là mũ máu trên người bệnh nhân bị bệnh đậu mùa. Cương quốc chủng ngừa bệnh đậu mùa đại quy mô, họ tô đương nhiên cũng lập tức đi theo, hoàn toàn phòng ngự bệnh đậu mùa. Đã không có bệnh đậu mùa uy hiếp, tô nan lập tức nổi lên lòng dạ ác độc. Ông ta phái người đi đại lượng bắt bệnh nhân bệnh đậu mùa, góp nhặt thật nhiều độc bệnh đậu mùa. Thậm chí lúc này bên trong địa lao còn giam giữ được rất nhiều bệnh nhân, còn có vô số thi thể. Vốn định chiến cuộc bất lợi, cho lây lan virus này ra nhưng thật không ngờ còn không kịp dùng, đại quân họ tô liền thất bại. Như vậy, vẫn nên dùng ở phía trên quân đội trịnh đà cùng lương vĩnh niên, quân đội hai người kia cũng còn chưa kịp chủng ngừa đậu mùa, còn phòng ngự không được bệnh đậu mùa. Có, có rất nhiều. Tô Trảng nói. Tô Nang nói vậy liền đổ độc đậu mùa xuống giếng và trong đám lương thực đi. Vâng. Tô Trảng đáp. Tô Nang nói bằng giọng lạnh lẽo trước khi đi, ta cũng muốn đại khai sát giới để Trịnh Đạt cùng Trịnh Vĩnh Niên nếm thử cái gì là mùi vị địa ngục. Sáng sớm hôm sau, gia tộc họ Tô còn sót lại 5.000 quân đội dốc toàn bộ lực lượng, rời đi thành chủ trấn Viễn Phủ. Hơn nữa những binh lính này căn bản không biết mình muốn đi đâu, cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh, giống như Viễn Chinh thông thường. Trong gia tộc họ Tô tức khắc một trận rối loạn, chỉ còn 5.000 quân đội lại đi sao, ai tới giữ tòa thành hả, thế nhưng kế tiếp tất cả mọi người an lòng, bởi vì gia chủ Tô Nang vẫn còn bên trong tòa thành chỉ cần có ông ta ở đó, phủ hầu tước trấn viễn cũng sẽ không thất thủ, gia tộc họ tô cũng sẽ không thất thủ. Nhưng mà hơn hai canh giờ sau đó, tô nang liền từ trong pháo đài biến mất, bí mật đuổi kịp 5.000 quân đội họ tô. Tất cả dòng chính, tất cả quân đội gia tộc họ tô, dùng tốc độ nhanh nhất kim thiền thoát xác lao tới Tây Vực, vô cùng quyết đoán, vô cùng rất nhanh. Hoàn toàn để tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, mà lúc này hai vạn năm ngàn đại quân trịnh đà cùng lương vĩnh niên vẫn còn mấy ngoài trăm dặm đang đằng đằng sát khí nhào đến phủ hầu tước trấn viễn giống như tô nan sở liệu thẩm lãng mới vừa đã trải qua một trận thắng lợi vô cùng to lớn đơn thuần từ quy mô tràng thắng lợi này thậm chí so với cuộc chiến thành nộ triều còn vĩ đại hơn còn kinh tâm động phách hơn mà lúc này thẩm lãng vẫn ở vào trong dư âm thắng lợi cả người có chút ngây ngất cộng thêm hắn thuận lợi tan vỡ trịnh đà lương vĩnh niên trong lòng càng thêm đắc ý vì bảo mệnh trịnh đạt cùng lương vĩnh niên nhất định sẽ điên cuồng tiến đánh phủ hầu tước trấn viễn Quả sơn quang hổ đấu thoải mái nhất chờ trịnh đạt cùng tô nang đánh cá chết lưới rách thẩm lãng mới dẫn binh thu thập tàn cục quả thực ngon lành làm sao thế nhưng không biết vì sao lúc đại quân trịnh đạt cùng lương vĩnh niên xuôi nam trong lòng thẩm lãng lại có bất an không rõ nhưng lại không nói ra được bất an nơi nào trương xung tìm thẩm lãng chơi cờ thẩm lãng có chút nghi ngờ, lúc nào chơi cờ không được sao mà phải ngay lúc này, trương công ngươi bây giờ chỉ sợ vẫn yếu ớt vô cùng, đầu choáng váng, lại khẩn cấp cùng ta chơi cờ, thẩm công tử, lúc đó ngươi bỏ đi đảo Kim Sơn cùng đảo Vọng Nhai rõ ràng quyết đoán vô cùng. Trương Xuân nói có tính như một tráng sĩ chặt cánh tay, thẩm lãng kinh ngạc nói không tính là vậy, vì chiếm thành nộ triều, tất cả những chuyện này đều đáng giá. Nếu không thể vượt qua nguy cơ tân chính, gia tộc họ Kim của ta liền coi là đảo Kim Sơn thì có ích lợi gì? chỉ có nhảy ra khỏi ván cờ cách biển làm vua gia tộc họ kim của ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi tân chính thẩm lãng nghe những lời này tức khắc biến sắc không tốt tô nang muốn chạy tô nang lão tặc này muốn chạy tiếp tục thẩm lãng nói trương công cái này đến lúc nào vì sao không gọn gàng dứt khoát nói cùng ta vậy còn muốn nói bóng nói gió ta cũng không phải quốc quân trương xuân nói ta cũng vậy mới vừa vừa nghĩ đến nhưng lại không dám xác định cho nên ta chỉ có thể dẫn dắt tâm cảnh của ngươi dẫn phát bản năng phán đoán của ngươi. Sắc mặt thẩm lãng có chút trắng bệch, vội vàng nhắm mắt lại, dùng phương pháp thay thế. Nếu như ta là lão tặc tô nan, sẽ làm gì? Phủ hầu tước trấn viễn phòng thủ kiên cố, cho dù có ba vạn địch nhân đến đánh cũng không dừng. Thế nhưng một khi mất đi đất phong, mất đi quận bạch dạ, phủ hầu tước trấn viễn liền chỉ là một lao tù hoa lệ mà thôi. Thiên hạ không có tòa thành nào không phá được. Nếu như ta là tô nan lão tặc, nhất định sẽ chạy thẩm lãng ta đây đều biết sinh lộ ở ngoài ván cờ. Ta đều biết đưa ánh mắt nhảy đến thành nộ triều giải quyết nguy cơ tân chính, tô nang lẽ nào liền nhìn không thấy, khuyết điểm của tô nang chính là lòng tham, khi ông ta có con bài tốt trong tay, bởi vì lòng tham, muốn một mũi tên ba con chim, mà ngựa mất đi móng trước. Nhưng nếu trong tay ông ta không còn bài, ông ta sẽ đặc biệt sát phạt quyết đoán, vô cùng cơ trí, điểm mấy ở Kinh Đô có thể nhìn ra được. Khi ông ta dùng vụ án Hà Nguyên Nguyên hãm hại thẩm lãng, Tô Nang ở vào thế thượng phong, ở vào chủ động thời điểm, ngược lại bị thẩm lãng lật vòng. Thế nhưng khi vua Khương chết bất đắc kỳ tử, quốc quân hạ lệnh bắt Tô Nang, ông ta lại biểu hiện vô cùng kinh ngạc, vô cùng sát phạt quyết đoán, chẳng những không có tiếng thoái lưỡng nan, ngược lại trước khi đi đảo loạn kinh đô Long trời lỡ đất, xé rách cái mặt nạ cường đại của Việt quốc, dẫn bạo nguy hiểm cho Việt quốc. Người này biểu hiện ở bên trong tuyệt cảnh, đặc biệt kinh người. Mà giờ khắc này, Tô Nang liền ở vào bên trong tuyệt cảnh thẩm lãng gắng sức vỗ đầu mình một cái. bụp bụp nếu không có Trương sung nhắc nhở, suýt nữa gây thành sai lầm lớn, suýt nữa mất cơ hội tốt, tô nam lão tặc võ công cường hãn suy nghĩ ác độc, bản lĩnh tuyệt đỉnh, một khi để ông ta thoát đúng, ông ta sẽ chạy tới Tây vực đi. Ông ta sẽ không đi đầu nhập vào nước sở. Một khi để ông ta chạy tới Tây vực đơn giản là như cá gặp nước, mấy năm sau nói không chừng lại ủng quân mấy vạn, ngóc đầu trở lại. Loại người lợi hại này, một lần đánh ông ta không chết, hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa thẩm lãng phát hiện mình cũng phạm vào sai lầm của Tô Nang trước kia. Quá tham lam, muốn lợi dụng trịnh đà đi cùng Tô Nang giết cái lưỡng bại câu thương. Cái đó và lúc đó Tô Nang muốn một mũi tên ba con chim, có cái gì khác nhau chớ, người ở vào đắc ý thuận cảnh nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể phiêu. Bằng không có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Thẩm lãng đứng lên nói trương công cáo từ, tiếp đó, hắn vội vã rời đi. Dẫn đầu một vạn kỵ binh, truy sát đi. Nhất định không thể để cho tô nang lão tặc chạy trốn, không thể để cho gia tộc họ tô kim thiền thoát xác. Thành nộ triều, tòa thành đã kịch chiến mấy ngày mấy đêm. Lâu đài này rõ ràng mai rùa vậy, đánh quá khó khăn, ngô mục có ba vạn đại quân, ước chừng gấp sáu lần với gia tộc họ kim, hơn nữa dưới trướng dũng tướng như mây, hơn xa gia tộc họ kim. Thế nhưng điên cuồng công thành mấy ngày mấy đêm, vẫn không có hạ được, lâu đài này quá lớn, tường thành quá dày quá cao. Bất đắc dĩ, cả đã ra lệnh đại quân cừu hào lên đất liền thành nộ triều, cùng nhau gia nhập cuộc chiến bao vây tấn công pháo đài. Lần này quân đội dưới trướng cả đạt được 3 vạn 5 ngàn, ước chừng gấp 7 gia tộc họ Kim. Đại chiến năm ngày sau, đại quân của Ngô Mục thương vong nặng nề, đến con số 7 ngàn. Nhưng thương vong gia tộc họ Kim cũng đến chừng 2 ngàn. Một trận chiến này không giống quận thành bạch đã lâu đài này càng kiên cố hơn, càng thêm dễ thủ khó công. Thế nhưng, Trương Sung ở quận thành bạch dạ có thể không ngừng chiêu mô tân binh. Mà trong thành nộ triều, gia tộc họ Kim một khi có người thương vong thì thiếu đi một sức chiến đấu. Ngô Mục lúc này mặc dù mệt mỏi rã rời cực kỳ, thế nhưng trong lòng ngược lại chắc chắn. Thiên hạ không có tòa thành không phá được. Dù cho cái mai rùa thành nộ triều này cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân tinh lực làm người có hạn, quân phòng thủ gia tộc họ Kim cũng là như thế này. Đại quân nước ngô có thể đánh luân phiên, thay phiên hết nhánh quân này đến nhánh quân khác. Thế nhưng họ Kim quân phòng thủ lại không thể, cần từ sớm chiến đấu đến muộn, nhưng bọn họ cũng không phải người sắc. Đến khi bọn họ rã rời, chính là là lúc tòa thành thất thủ. Cho nên, ngô mục liền đánh luân phiên, điên cuồng mà tiêu hao gia tộc họ Kim. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, không ngừng nghỉ chút nào mà tiến đánh quả thực để quân phòng thủ gia tộc đến tình trạng kiệt sức, tòa thành cũng lung lay sắp đổ. Ngô Mục tuy rằng trẻ tuổi, mặc dù là lần đầu tiên thống soái đại quân tác chiến, nhưng gã đúng là một thống soái xuất sắc, một trận chiến này gã biểu hiện không chê vào đâu được, trầm rầm ầm Ngô quân vẫn ở tiếng đánh pháo đài thành nộ triều. Chủ soái Ngô Mục tranh thủ thời gian ăn cơm, uống một chén trà ít khi được uống. Kim Mộc Lan lợi hại, một cô gái lại chống đỡ đến bây giờ, gần như năm ngày năm đêm không có ngủ, từ đầu đến cuối ở trên chiến trường ngô u ngoảnh mặt làm ngơ toàn bộ tiều tụy không thể tả xuất hồn bay ra ngoài kim sĩ anh vì sao còn chưa động thủ chàng lừa gạt ta sao giọng của ả gần như đang run rẩy ngô mục nói không hắn không có cơ hội động thủ bởi vì kim mục lan cũng không có khoảnh khắc nghỉ ngơi từ đầu đến cuối nắm giữ binh quyền trong thành vững vàng kim sĩ anh lấy tư cách dũng tướng số một thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh nàng chiến đấu căn bản không có bất cứ cơ hội nào ngô u hỏi thực sự sao ngô mục đáp ta bây giờ ngược lại lại thêm tin tưởng kim sĩ anh sẽ làm phản cho nên chúng ta cần chế tạo cơ hội để hắn có thể mở ra cổng pháo đài cho chúng ta vào sẽ khiến cho cả pháo đài sụp đổ ngô u nói làm sao chế tạo cơ hội ngô mục nói chúng ta điên cuồng mà tiến đánh tòa thành liên tục đánh mấy ngày mấy đêm để kim một lan từ đầu đến cuối không chiếm được nghỉ ngơi nàng coi như là người sắc cũng không nghiện được Tiếp đó bỗng nhiên có buổi tối một ngày, chúng ta làm bộ không chịu nổi, tạm thời đình chiến không đánh. Như thế Kim Mộc Lan sẽ nắm chặt thời gian quý giá này tiến hành nghỉ ngơi. Mà nàng một khi nghỉ ngơi, quyền chỉ huy liền hiển nhiên giao cho tòa thành nhân vật số 2 Kim Sĩ Anh. Khi đó, Kim Sĩ Anh mở rộng cửa thả chúng ta đi vào, liền dễ dàng, Ngô U Vút ve bụng của mình nói hắn nhất định sẽ làm vậy, nhất định sẽ làm vậy, dù cho hắn không vì ta, cũng phải vì đứa con trong bụng chúng ta, kế tiếp đại quân ngô mục càng thêm điên cuồng mà công thành không dừng ngủ đêm bất chấp thương vong tầm lại tiến đánh hai ngày hai đêm tiếp đó quân đội đôi bên gần như đều muốn qua đời coi như là đánh luân phiên nhưng dù sao cũng là công thành một phương đại quân ngô mục đã đến cực hạn mà quân đội gia tộc họ kim trong pháo đài càng là mệt mỏi hết lực bất cứ lúc nào cũng có thể có thể ngã xuống cục cưng một lan bảy ngày bảy đêm kiên trì ở trên chiến trường hốc đã lõm xuống tràn đầy tơ máu làm cho không người nào không đau lòng. Tiếp đó, buổi tối ngày thứ 8, Ngô Mục tuyên bố tạm thời đình chiến nghỉ dưỡng sức, công khai thu binh. Tức khắc, trong pháo đài bên ngoài hai đội quân gần như đồng thời than mềm nhũng ra, binh khí trong tay gần như nâng không nổi. Kim Mộc Lan vẫn lo lắng, ở lầu thành ngây người hai canh giờ. Lại phát hiện quân đội ngoài thành ngáy khò khò, nàng cuối cùng không kiên trì nổi. Huynh trưởng, phòng ngự giao cho Huynh, muội đi ngủ một lát. Kim Mộc Lan nói: Kim Sĩ Anh nói yên tâm, tất cả có ta. Kim Mộc Lan đi ngủ. Toàn bộ phòng ngự tòa thành tức khắc rơi vào trong tay Kim Sĩ Anh. Mà lúc này dưới Trướng Ngô Mục có một nhánh sáu ngàn người tinh nhuệ đã nhiều ngày từ đầu đến cuối không có tham chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức như là mảnh hổ muốn sổn chuồn, muốn nhào ra. Lúc này Ngô Mục dẫn đầu sáu ngàn tinh nhuệ này mai phục tại bên trong trại lính lẳng lặng cùng đợi. Nhánh quân đội này là lực lượng mạnh nhất của gã. Nếu như gã không có đoán sai, khi hôm nay, thời điểm mọi người ngủ say, Kim Sĩ Anh sẽ mở ra cổng tòa thành. Ngô U cất giọng run rẩy đại soái, Kim Sĩ Anh sẽ mở ra cổng à? Chàng sẽ phản bội họ kia mà, chàng nhất định sẽ làm, chàng nhất định sẽ làm. Ngô U không ngừng lẩm bẩm. Chàng tuyệt đối sẽ không bỏ được ta và con. Chàng nhất định biết lựa chọn, ta chính là cho chàng là làm vinh dự tiền đồ, ta cho chàng là một gia, không ai sẽ muốn làm gia nô cả đời chàng nhất định sẽ mở rộng cửa nhất định sẽ không cho ta thất vọng ngô mục thở dài một tiếng tình rõ ràng kiếm hai lưỡi có thể đã thương người cũng có thể thương mình tức khắc ngô mục vỗ vỗ bả vai em họ nói yên tâm kim sĩ anh là một người thông minh hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng nhưng mà vào lúc này tướng lĩnh bên cạnh vui vẻ nói đại soái cửa thành mở mở giọng của gã gần như đang run rẩy rõ ràng quá không dễ dàng cái cổng thành phòng thủ kiên cố kia cuối cùng mở chủ soái ngô một ngửa mặt lên trời thở dài kích động đến toàn thân run rẩy kim sĩ anh ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng quả nhiên không để cho ta thất vọng cuối cùng thành công ta cuối cùng sẽ chiếm thành nội triều ta cuối cùng sẽ lập được công lao bất hủ đại vương thần sắp thành công tiếp đó chủ soái ngô một nói kiến công lập nghiệp vào ngay lúc này đánh vào tòa thành chiếm thành nội triều theo ngô một ra lệnh một tiếng dưới trướng đã chỉ có 6.000 tinh nhuệ có sức chiến đấu như là thủy triều đen nhảy vào pháo đài chính thành nộ kiến công lập nghiệp vào ngay lúc này gia tộc họ kim toàn quân hủy diệt cũng vào lúc này lúc này người tự mình mở ra cổng phủ thành chủ nộ triều đúng là kim sĩ anh con nuôi hầu tước kim trác trên danh nghĩa thành chủ nộ triều nhìn thấy tinh nhuệ nước ngô như thủy triều dũng mãnh vào bên trong tòa thành kim sĩ anh cũng hưng phấn toàn thân run rẩy chủ nhân thẩm lãng cô gia ta đã hứa sẽ không để cho các người thất vọng, đánh bại quân ngô, vào ngay lúc này, năm mới báo cáo, các vị sâu sắc vào đây đánh giá, đã qua hai tháng kể từ khi lên kệ. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tháng 11 update 50 vạn chữ, lúc đó lệ rơi đầy mặt cảm thấy chẳng dễ dàng gì. Tháng 12 cố gắng điều tiết nghỉ ngơi một chút, kết quả cái tháng này update 53 vạn 7 ngàn chữ. Quả thực vì sao ta nói ra 53 vạn chữ, hợp lại không cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại còn vô cùng xót xa. Trương Xuân giữ quận thành bạch dạ nửa tháng, cảm thấy mỗi một ngày đều vô cùng gian nan, giống như ngày đầu tiên đều chống đỡ không xuể. Mà ta, cũng sắp xỉ là như vậy. Cứ một ngày y như vậy tiếp nữa, bất tri bất giác, cái tháng này liền kết thúc. Tiếp đó hoàn toàn mệt mỏi hết lực, hôm nay là Tết Nguyên Đáng, xa năm 2019, nhưng mà, ngay cả Tết Dương Lịch còn chẳng nghỉ, húng là Nguyên Đáng, đêm nay vợ ta mang con ra ngoài ăn cơm, ta không đi. Thậm chí nàng chuẩn bị phần cá trích cho ta trên bàn, ta cũng chẳng có thời gian để xơi. buổi tối uống một chén cháo bát bửu. Ngày mai ta vẫn không có cách nào ra ngài, bởi vì đáp ứng mọi người muốn bạo chương thêm, vậy cứ tiếp tục ở nhà gõ chữ, tiếp tục cố gắng đi. Một tháng trước, quyển này nằm ở tốt nguyệt phiếu sách mới, ở hai ngày cuối cùng đã đánh mất, cái tháng này tổng bản tốt 10, cũng vẫn là bị văng ở hai ba ngày cuối cùng. Quá bi kịch, nhưng ta biết mọi người đã đặc biệt hỗ trợ ta, trong lòng cảm ơn nhiều lắm một tháng mới lại đến cái tháng này thật tốt vẫn nỗ lực chiến đấu hăng hái đến cùng thế nhưng đảm bảo không thể thấp hơn mức vé tháng cực tiểu cầu xin mọi người hãy cho ta nhé tốt bản vé tháng đối với ta thực sự cực kỳ trọng yếu thứ duy nhất mà ta có thể hồi báo chính là dốc hết toàn lực tối hôm nay ngủ mấy canh giờ ngày mai một tháng mới một năm mới tiếp tục ra sức bởi vì mệt mỏi rã rời cho nên xin phiếu không cách nào nói dõng dạc chỉ có thể cúi chào thật sâu lại xin mọi người hỗ trợ, lại xin vé tháng. Cuối cùng chúc mọi người ở trong năm 2019. Vận may liên tục thể khỏe mạnh nhà bình an mọi việc hài lòng. Thế giới này không có trung thành tuyệt đối. Khi chi phí trung thành vượt xa với phản bội, vậy gần như không ai có thể duy trì trung thành. Thứ gọi là không có trung thành tuyệt đối, chẳng qua là lợi thế phản bội chưa đủ cao. Ở đây cái gọi là lợi thế, tính ra không chỉ đơn thuần hợp dựa vào tiền tài quyền lực, còn có sinh mệnh cùng tình cảm cho nên kim sĩ anh cũng không ngoại lệ gã quả thực đặc biệt trung thành với gia tộc họ kim hơn nữa căn bản cũng không có nghĩ tới phản bội như vậy gã nguyện ý vì gia tộc họ kim đi chết sao có lẽ là vậy bởi vì đây là ngôi nhà mà gã lớn lên từ nhỏ cái tâm lý này là điểm tựa của gã nhưng nếu như gã có một ngôi nhà khác có một cô gái yêu gã vô cùng có một tiền đồ rộng mở thậm chí sẽ có con như vậy gã có thể tình nguyện chết vì gia tộc họ Kim sao, vậy chưa chắc. Cho nên mưu kế của Ngô Mục thiết kế với gã trúng tim đen tuyệt đối cũng hữu hiệu hoàn toàn. Nếu như không có đề phòng từ sớm, Thẩm Lãng Am hiểu nhất chính là đứng ở quan điểm của phe địch suy nghĩ vấn đề. Cho nên hắn như thường lệ sẽ nghĩ, nếu như ta là thái tử thì phải làm cách nào nghĩ biện pháp tiêu diệt họ Kim. Nếu như ta là nước Ngô thì phải làm cách nào tiêu diệt họ Kim, chiếm lấy thành nộ triều nếu như ta là tam vương tử thì phải làm cách nào tiêu diệt họ kim chiếm lấy thành nộ triều. Cuối cùng gần như tất cả đáp án đều chỉ hướng một người. Thành chủ nộ triều trên danh nghĩa kim sĩ anh. Sau khi thẩm lãng ra đi, người này chính là nhân vật số 2 của phủ hầu tước huyền vũ, hai nắm nay của thành nộ triều. Nhưng là thân phận cùng quyền vị của gã hoàn toàn không phối hợp. Gã mặc dù là tướng lĩnh tối cao của toàn bộ tư quân hầu tước huyền vũ, nhưng không có quan chức chân chính từ triều đình nhận xét từ khía cạnh nào đó, cả chính là gia nô gia tộc họ Kim. Hết lần này tới lần khác Ninh Nguyên hiến lại sắc phong gã là thành chủ nộ triều, nhưng cái chức quan này hữu danh vô thực, bất luận kẻ nào cố tình để ý đều có tâm lý chênh lệch. Mặc kệ bất cứ địch nhân nào, muốn diệt gia tộc họ Kim, muốn chiếm lấy thành nộ triều thì liền nhất định sẽ nhìn chằm chằm Kim Sĩ Anh, sẽ xem gã trở thành kẻ hở lớn nhất để cổng phá vào gia tộc họ Kim. Như vậy với người như Kim Sĩ Anh vậy, dùng cái kế sách gì tốt nhất, tiền tài, không được, cả từ nhỏ bị hầu tước kim trác nuôi lớn, thế giới quan chính nghĩa vô cùng, với tiền tài khá đạm bạc. Quan chức cùng quyền thế, loại vật này không có tới tay ai cũng không cảm giác được, có thể chỉ là một số đồng ý mà thôi, đồ chơi này cũng không có lực sát thương, chí ít không cách nào để cho kim sĩ anh phản bội gia tộc họ kim. Như vậy thì là đàn bà, tình cảm, cùng nhà, kim sĩ anh 30 tuổi, bởi vì luôn luôn thầm mến kim một lan, cho nên chưa bao giờ có người đàn bà nào, mãi đến bây giờ vẫn còn độc thân sau khi một lan gã cho thẩm lãng gã liền thất tình làm sao chữa thất tình đương nhiên là mở ra một đường tình cảm lưu luyến mới đàn ông từng tuổi này chưa từng nói qua yêu đương một khi động tình là phi thường trí mạng thậm chí sẽ nỗ lực trả giá tất cả vì điều này cho nên nếu như thẩm lãng tới đột phá kim sĩ anh hắn sẽ dùng mỹ nhân kế hơn nữa còn dùng loại mỹ nhân kế có tình cảm thận vậy nếu như kẻ địch cũng đủ thông minh cũng sẽ dùng mỹ nhân kế cũng không phải não của thẩm lãng cùng kẻ địch nhất trí cỡ nào mà là biện pháp như thế hữu hiệu nhất vậy làm sao bây giờ trước tiên phải phòng hờ cho kim sĩ anh để gã cả cảnh giác không nên bất tri bất giác rơi vào cạm bẫy tình yêu của kẻ địch cũng không bị trúng mỹ nhân kế của kẻ địch chuyện này còn chưa đủ còn cần diễn thử cho nên trước khi chạm trán với ngô u kim sĩ anh đã gặp được hai lần mỹ nhân kế Hai cô gái trước sau hoàn toàn thuộc hai dạng người đẹp khác nhau, tận dụng đủ thứ biện pháp đến gần và dùng tình cảm trói buộc gã. Hai cô gái dùng mỹ nhân kế vô cùng quyến rũ, thế nhưng không có thật cao minh, sau cùng đều bị lộ tẩy. Hơn nữa lúc lộ tẩy, vô cùng lạnh nhạt, xấu xí, trắng trợn. Thẩm lãng không dám xác định kẻ địch có biết dùng mỹ nhân kế đối phó kim sĩ anh hay không. Thay vì thụ động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Thứ bệnh cảm cúm này rất khó chữa, thậm chí mỗi ngày đều phải đi ra ngoài làm cách gì mà phòng cho nổi như vậy thì để cho ngươi bị cảm cúm hai trận trước chờ cho virus cảm cúm lần thứ ba đến thì trong người của ngươi đã có kháng thể cho nên sau khi đã trải qua hai trận mỹ nhân kế câu dẫn cùng tàn phá lòng dạ kim sĩ anh trở nên chai sạn tràn đầy đề phòng với bất kỳ cô gái nào xuất hiện kế bên mình đều tràn đầy nghi vấn mà hai mỹ nhân kế này cũng là thẩm lãng phái người thi triển Loại mỹ nhân này ở hội Thiên đạo đầy ra, hay ở chỗ chính là, hai cái này mỹ nhân căn bản không biết mình đang diễn trò, mà là thật sự cho rằng hội Thiên đạo phái bọn họ câu kim sĩ anh xuống nước. Nhưng kịch bản câu dẫn quả thực thẩm lãng thiết kế. Cho nên khi bị bật mí có vẻ càng xấu xí, để cho người ta thất vọng đau khổ, trong thời gian ngắn đã trúng hai lần mỹ nhân kế, trong lòng kim sĩ anh chẳng mấy chốc trở nên vô cùng băng giá, ý chí sắt đá. Mà lúc này, nước Ngô cuối cùng động thủ điều động ngô u đến đây câu dẫn kim sĩ anh mỹ nhân này kế rõ ràng lợi hại thậm chí coi như vô giải nếu như đổi thành lúc trước kim sĩ anh có thể thực sự thất thủ nhưng lúc này kim sĩ anh giống như người vừa bị cúng xong trong cơ thể tuyệt đối tràn đầy kháng thể ngô u câu dẫn đến cuối cùng chính ả thật sự có tình cảm thế nhưng ở trong mắt kim sĩ anh hết thảy đều là diễn trò hết thảy đều là giả tạo lừa dối cộng thêm gã biết hầu tước kim trác căn bản cũng không có chết, cộng thêm với thẩm lãng thần hồ kỳ kỹ và đầy âm mưu quỷ kế. Cho nên căn bản cũng không có lòng phản bội. Cho nên, trận mỹ nhân kế này của nước ngô coi như thả luôn xuống sông. Không thể không nói, bản lĩnh thẩm lãng cân nhắc lòng người vào loại kinh dị, khi hắn quyết định đối phó một người, trên cơ bản không cách nào chạy trốn, như vậy chuyện này đối với kim sĩ anh có công bằng không, không quá công bằng. Với kim sĩ anh tà nhẫn không, không, một chút đều không tà nhẫn, chân chính tà nhẫn là lo lắng ngươi phản bội cho nên sớm giết chết ngươi. Hoặc là như là đà điểu chôn đầu dưới đất, đến khi người ta chân chính làm phản sẽ kêu lên lòng dạ con người chả có chút chân thành. Hoàn toàn diệt sạch cái loại lòng dạ phản trắc ngay từ khi nó mới vừa manh nha, mới thật sự là nhân từ. Còn cái sự không công bằng với kim sĩ anh, vậy giấu giếm cả đời gã là được rồi. Ngô Mục làm làm chủ soái, chính gã cũng rất muốn tự mình dẫn binh tiến vào trong pháo đài chính, thế nhưng gã biết như thế không được, chủ soái nhất định phải sống ở chỗ an toàn nhất. Mấy ngày nay Ngô U đón nhận giày vò, cũng muốn tiến vào bên trong tòa thành vô cùng, nghĩ muốn đi cùng một chỗ với theo kim sĩ anh. Thế nhưng cũng không được, ả đã mang thai, phải bảo vệ đứa con trong bụng. Sáu ngàn quân ngô tinh nhuệ động tác rất nhanh. Ngắn mũi chỉ khoảng nửa khắc, cũng đã toàn bộ tiến vào bên trong pháo đài, biến mất ở trong tầm mắt kim sĩ anh đứng ở cửa nhìn ngô mục cùng ngô u phía ngoài một cái mặc dù lúc này bầu trời tối đen dựa vào nhưng ngô u vẫn cảm giác được ánh mắt kim sĩ anh ả chu môi hôn gió kim sĩ anh một cái kim sĩ anh sắc mặt phức tạp cười một cái tiếp đó cũng biến mất ở bên trong cổng pháo đài ngô u bỗng nhiên nói đại soái có phải quá thuận lợi hay không ngô mục nói muội muốn nói điều gì ngô u nói tuy rằng sắc trời rất rối mặc dù là im hơi lặng tiếng chúng ta sáu ngàn tinh nhuệ cũng không có mặt giáp hơn nữa đều mang giày rơm thế nhưng tiến vào tòa thành lại không có dẫn phát bất luận kinh động gì cái này có phải có chút không bình thường hay không ngô mục nói muội hãy nhìn trên đầu thành ngô u hướng nhìn sang tường thành quân đội gia tộc họ kim vẫn ở chỗ của tuần tra bình thường hơn nữa binh sĩ trên đầu thành vẫn cảnh giác quan sát mặt đất thậm chí còn làm cho đèn trên hải đang phản xạ lên nóc pháo đài đảo qua mặt đất quan sát kẻ địch có công kích hay không hết thảy đều là bình thường Ngô Mục nói bởi vì mở cửa thành chính là Kim Sĩ Anh, Kim Mục Lan đi nghỉ ngơi, lúc này hắn là thủ tướng tối cao trong pháo đài, biết lúc nào là thời cơ mở cửa tốt nhất. Binh lính của chúng ta là dọc theo chiến hào đi tới cửa thành, trên chiến hào có phủ tấm gỗ, bọn họ thế nào phát hiện ra nổi. Ngô U cười nói nói có lý, do muội quá mức đa nghi. Cũng chính là vào lúc này. Trong pháo đài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chiên kịch liệt. Kẻ địch đánh lén kẻ địch đánh lén. Kẻ địch tiến vào tòa thành, kẻ địch tiến vào tòa thành, chất giọng vô cùng tinh nhuệ. Tiếp đó toàn bộ tòa thành giống như trong nháy mắt sôi trào lên. Ngay sau đó, trên đầu thành có vô số đèn đuốc sáng lên. Chuẩn bị nghênh chiến, chuẩn bị nghênh chiến, toàn bộ trong pháo đài chính trở nên đại loạn. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến từng đợt tiếng chém giết. Chủ soái Ngô mục thở ra một cái thật dài. Đại công cáo thành sáu ngàn tinh nhuệ chúng ta đều đã tiến vào trong tòa thành, gia tộc họ Kim đã không còn cơ hội. Ngô U nói bọn họ quả thực kết thúc, số quân đội trong toàn bộ pháo đài không đủ hai ba nghìn, hơn nữa mệt mỏi rã rời cực kỳ. Nếu không phải là tòa thành này bảo quá mức vững chắc, bọn họ đã sớm thua. Bây giờ cổng pháo đài bị mở ra, bọn họ đã không có tương lại, chúng ta chiếm lấy thành nộ triều đã trở thành kết cục đã định. Đại soái, lần này kim sĩ anh đoạt công đầu. Ngô Mục cười to nói yên tâm, không thể thiếu công lao của hắn, tiếng chém giết trong pháo đài càng ngày càng kịch liệt. Ngay sau đó, tòa thành cổng lại chậm rãi đóng. Đại soái, bọn họ muốn đóng cửa thành. Ngô Mục nheo mắt, kế tiếp cả đối mặt một quyết định. Là yên tâm cầm chiến cuộc bên trong giao cho 6.000 tinh nhuệ của Ngô Luyện, còn tiếp tục thêm binh đi vào, thêm binh thì đó cũng đều là quân kịch chiến mấy ngày mấy đêm quể quải. Thoáng do dự một chút sau đó, Ngô Mục cảm thấy vẫn bảo thủ với ý định tiếp tục thêm binh. Liên Chiến, Đàm Hùng, hai người các ngươi dẫn đầu 4.000 đại quân, tiến vào trong pháo đài trợ giúp Ngô Luyện. Trong nửa canh giờ, nhất định phải đánh chiếm toàn bộ pháo đài, chém giết sạch sẽ quân đội gia tộc họ Kim. Vâng, tức khắc, hai viên đại tướng dưới trướng Ngô Mục lại dẫn đầu tập kết 4.000 tinh nhuệ hướng về phía trong pháo đài. Lúc này, bên trong pháo đài, có chừng một vạn quân Ngô mà gia tộc họ Kim tối đa chỉ có 2-3 nghìn tàn quân. Trận chiến này ăn chắc toàn tập rồi. Ngô Mục mặc dù trong lòng hồi hộp, nhưng lại là cầm lấy một bình trà, từ từ uống. Đại cục đã định. Gia tộc họ Kim hủy diệt, thành nộ triều đổi chủ đã thành kết cục chắc chắn. Ngô Mục thật dài thở phào một cái. Một trận chiến này đại công cáo thành, kế tiếp bắt đảo Vọng Nhai, đảo Kim Sơn cũng dễ như trở bàn tay giờ chỉ có lo lắng đến việc thống trị quần đảo Lôi Châu. Đại vương, thần quả nhiên không để cho ngài thất vọng. Bên trong pháo đài, một vạn quân ngô, quả nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, căn bản không gặp được bất luận thứ gì cản trở. Ngay từ đầu còn chém vết rung trời. Bởi vì võ sĩ gia tộc họ Kim đều ở trên đầu thành, bên trong tòa thành căn bản liền không có bao nhiêu quân đội. Một lát sau, trong pháo đài vang lên giọng của Kim Mộc Lan có kẻ phản bội mở rộng cửa, chút ít quân đội ở lại trên tường thành, còn lại toàn bộ quân đội tập kết, tiến vào đại sảnh chính phòng ngự, theo Kim Mộc Lan ra lệnh một tiếng. Toàn bộ quân trong pháo đài lui đến đại sảnh trung tâm. Kim sĩ Anh dẫn đường, phía sau có một vạn quân ngô trùng trùng điệp điệp, như thủy triều trào hướng đại sảnh chính. Ngô luyện tướng quân, sau khi qua chỗ luyện binh chính là chủ bảo trung tâm, Kim Mộc Lan lúc này dẫn đầu toàn bộ tàn quân vào trong để ngoan cố chống lại lần cuối cùng chỉ cần bắt lại chủ bảo, chỉ cần bắt được một lan, đám quân đội còn sót lại của gia tộc họ Kim còn liền nhất định sẽ đầu hàng, cuộc chiến thành nộ triều cũng liền kết thúc. Cái pháo đài chính của cừu thiên nguy, rõ ràng xây không có bất kỳ mỹ cảm gì. Trong pháo đài, gần như không có bất kỳ vườn hoa hồ nước, chỉ có những tảng đá lạnh lẽo. Ở giữa đại sảnh chính, chính là chỗ bình thường ông ta nghị sự. Ở trước mặt chủ bảo, chính là một võ trường luyện binh khổng lồ, có chừng mấy chục ngàn mét vuông, có thể cho hơn một vạn đại quân dàn ra cựu thiên nguy như thường lệ thích ở trên ban công chủ bảo thật cao quan sát quân đội của ông ta ở phía dưới diễn võ lúc này một vạn quân ngô xông vào diễn võ trường trước cái chủ bảo cái diễn võ trường này mặc dù lớn vô cùng thế nhưng tràn vào tới một vạn đại quân thì có vẻ hơi chật tập kết xếp thành hàng xếp thành hàng ngô luyện hét lớn tức khắc một vạn quân ngô ở trong pháo đài diễn võ trường xếp thành hàng bao vây chủ bảo trước mặt chật như nêm cối kim một lan dẫn đầu hai ba nghìn tàn quân chen lấn ở bên trong đại sảnh đại tướng quân ngô luyện nói tiểu thư kim một lan ngươi đã bị chúng ta bao vây ngươi ở bên trong đã hoàn toàn không thể thủ hủy diệt đã trở thành kết cục đã định không bằng sớm đầu hàng trong đại sảnh chủ bảo truyền đến giọng kim một lan thành còn người còn thành mất người mất đại tướng quân ngô luyện cười nhạt một phen hiện tại gã cùng tàn quân của kim một lan chỉ cách một bức tường, một cánh cửa mà thôi. Đây cũng không phải là tường thành, cũng không phải cửa thành. Công phá dễ dàng. Bây giờ Kim Mộc Lan lại vẫn còn lớn họng sao? Các ngươi muốn chế cà, vậy sẽ thành toàn cho các ngươi. Đại tướng Ngô luyện quát đại quân chuẩn bị, chuẩn bị đánh vào trong đại sảnh chủ bảo, chém giết sạch sẽ, giết, 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 một vạn đại quân, sát khí tận trời, phấn chấn không ngớt. Kiến công lập nghiệp đang ở trước mắt, để cho bọn họ làm sao không hưng phấn cho được. Tòa thành thị này sẽ nhanh chóng quy về nước ngô. Hơn nữa chủ soái ngô mục đã đáp ứng, chỉ cần bắt thành nộ triều, tất cả vàng trong pháo đài của họ Kim đều thuộc về bọn họ. Nếu gia tộc họ Kim dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy chém giết sạch sẽ, chém giết sạch sẽ. Chậm đã, Kim sĩ Anh nói ta đi vào chiêu hàng, mỗi mình ta đi vào, ngô luyện kinh ngạc nói Kim sĩ Anh, nếu như ngươi đi vào, có thể sẽ bị bầm thay vạn đoạn. Kim sĩ anh nói vậy ta cũng không thể mắc mở trừng trừng nhìn số binh mã cuối cùng của họ kim toàn bộ bị giết, ta đi vào chiêu hàng. Ngô luyện thầm cười nhạt. Kim sĩ anh, ngươi rõ ràng là kỹ nam còn muốn lập đền thờ. Rõ ràng đã phản bội, vẫn còn một bộ trung thành chủ cũ, không đành lòng chủ cũ chết hết. Nhưng mà, như thế phù hợp phán đoán đại soái ngô mục với kim sĩ anh. Vừa muốn vinh hoa phú quý, còn muốn bảo vệ cho ranh giới phẩm đức cuối cùng, không quả quyết thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng, ngô luyện ước gì kim sĩ anh đi chịu chết. Bởi vì kim sĩ anh một khi đầu phục ngô mục, sẽ uy hiếp địa vị ngô luyện. Nếu nghĩ xong, vậy ngươi phải đi đi. Ngô luyện nói nhở ra chết ở bên trong, cũng chớ có trách ta. Kim sĩ anh giơ lên cao hai tay nói một lan tiểu thư, là ta kim sĩ anh, ta sẽ vào đây đàm phán. Tiểu thư một la ngà, trận chiến này chúng ta chẳng còn hy vọng gì, đầu hàng đi, Hãy bảo lưu một nguyên khí cuối cùng của gia tộc họ Kim, ngài mang theo nhánh quân đội này trở về đất Phong. Nghe đến mấy lời này, đại tướng Ngô Luyện cười nhạt trong lòng. Mớ à, Kim Mộc Lan sẽ bị bắt, đồng thời phế bỏ võ công gân mạch, tiếp đó đưa cho việc quốc thái tử Ninh Dực. Nhánh quân đội cuối cùng của gia tộc họ Kim cuối cùng này hoặc là bị bắt tù binh, hoặc là giết sạch, tuyệt đối không có khả năng trả về. Kim Mộc Lan ở bên trong nói bằng giọng lạnh lẽo kim sĩ anh: Thứ đồ phản bội như ngươi cũng nghĩ xong rồi sao? Nếu như ngươi đến đây có thể cũng sẽ bị bầm thay vạn đoạn. Kim sĩ anh nói ta chỉ có một mình, muốn chém muốn giết muốn làm gì cũng được, những mỗi câu của ta đều là lời phát ra từ tận đáy lòng, gia tộc họ Kim chúng ta đã không có cơ hội chút nào, đầu hàng đi." Kim sĩ anh đi tới bậc thang vào đại sảnh chủ bảo, mở ra một cửa nhỏ, Kim sĩ anh giơ lên cao hai tay đi vào. Bên trong truyền đến giọng Kim Mộc Lan. "Bắt, mới vừa tiến vào Kim sĩ anh lập tức bị bắt rầm, tiếp đó, cửa phòng lại một lần nữa đóng kín. Ha ha ha, đại tướng quân Ngô Luyện nói Kim Mộc Lan rõ ràng buồn cười, chết đã đến nơi vẫn không biết. Muốn bằng vào cánh cửa mỏng manh ngăn trở một vạn đại quân của ta, rõ ràng nằm mơ, Kim Mộc Lan, ta đếm ngược 5 con số, nếu như ngươi không mở cửa đầu hàng, ta liền vọt vào giết sạch bọn ngươi đấy. 5 4 3 2 1, đếm ngược kết thúc đại tướng ngô luyện quát toàn quân xuất kích mà vào lúc này ầm 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 rầm trên đỉnh đầu bỗng nhiên có người đập xuống vô số thứ ầm 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 ngay sau đó toàn bộ cửa toàn bộ cổng xung quanh diễn võ trường và đình viện đóng chặt hết đại tướng quân ngô luyện kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đại bộ phận trên bầu trời diễn võ trường đều được ván gỗ phong bế cái này bị điên thật sao cái diễn võ trường ngoài trời này nửa phong bế làm cái gì hơn nữa gia tộc họ Kim đi vào đây làm gì, vẫy độc dược à, thế giới này chưa có nhiều độc dược như vậy, nào có độc dược lập tức hạ độc một vạn người, hình như là bột mì, bột mì đó, một tên quân ngô lý môi một cái nói. Ngô luyện đưa tay quẹt một phát, nắm trong bàn tay ngửi, quả nhiên là bột mì. Hơn nữa còn là loại mới vừa được làm khổ, lúa mì không phải để chân cất rượu hay để nấu cơ mà. Sao còn đi mài thành bột vậy, cơm lúa mì là đặc sản của tỉnh Thiểm Tây. Ha ha ha, gia tộc họ kim điên rồi sao, lại rải bột mì khắp bầu trời, đây là lo lắng chúng ta không cơm ăn, còn là muốn dùng thủ thuật che mắt, dùng sức người chế tạo xương trắng, để chúng ta không nhìn thấy hả, đám bột mì vẫy khắp trời, dù cho trở ngại chúng ta tầm mắt, cũng không cách nào ngăn trở chúng ta công phá đại sảnh trước mắt, không cách nào ngăn cản chúng ta chém giết sạch sẽ tàn quân gia tộc họ kim. ầm 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 rầm mấy trăm máy bắn đá cỡ nhỏ của gia tộc họ kim điên cuồng mà ném mạnh. Mấy trăm võ sĩ, điên cuồng mà ném mạnh. Trong phút chốc, toàn bộ diễn võ trường nửa kính nửa hở đầy bột mì bay tứ tán. Đám bột mì mấy nghìn túi, mấy chục vạn cân, điên cuồng tung tóe ở bên trong khu vực này. Toàn bộ bên trong diễn võ trường. Cũng là cũng là một mảnh trắng xóa. Xì, 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 đừng ăn, đừng ăn, xung phong, công phá đại sảnh, chém giết sạch tàn quân họ kim, theo một tiếng ra lệnh. Một vạn quân ngô, điên cuồng mà xung phong. Nhưng mà, gia tộc họ Kim lúc này đình chỉ ném bột mì. Chỉ nghe được tiếng bước chân chi chiếc nhanh chóng rời khỏi. Tiếp đó vù 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 hơn 10 loại hỏa tiễn, chợt phóng tới, đại tướng quân ngô luyện ngạc nói bắn tên làm cái gì, hơn 10 loại hỏa tiễn, mới vừa tiến vào trong đám bụi bột mì. Tiếp đó ngọn lửa chợt đốt tất cả bột mì trong không khí. Bùm 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 nổ lông trời lở đất, trong nháy mắt, bốc lên tận trời ánh lửa, trong phút chốc, toàn bộ bầu trời đêm, đều bị hoàn toàn rọi sáng cái uy lực nổ tung này thậm chí vượt qua thuốc nổ đen của thẩm lãng bên trong không gian mấy chục ngàn thước vuông trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ nổ vang trời rầm 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 ngay sau đó lại phát sinh những vụ nổ nhỏ liên tiếp hết đám lửa này đến đám lửa khác chợt xung phong lên thiên không trong phút chốc vô số quân ngô một số ít chợt bị bùng nổ bay lên trời đại bộ phận chẳng khác gì lúa mì bị bảo thổi nằm ngã rạp trên đất ầm 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 những cánh cửa chung quanh không chịu nổi áp lực lớn vụ nổ như vậy, trực tiếp bay ra ngoài, trên địa cầu đã từng phát sinh qua nhiều lần nổ bột mì, bất kể là quốc gia chúng ta hay là ngoại quốc, nhiều đếm không xuể. Tiêu biểu là vụ nổ kho lương thực ở thành phố Westmore, Mỹ, năm 1977. Nguyên do là bột mì cũng hơi giống loại thuốc nổ đen. Thành phần chủ yếu của bột mì là tinh bột, protein, chất béo, muối vô cơ. Tinh bột do ba nguyên tố carbon hydro, oxy tạo thành. Trong đó carbon và hydro có thể cháy được. Tốc độ của các phản ứng hóa học liên quan đến kích thước của các hạt vật chất tham gia phản ứng. Hạt vật chất càng nhỏ thì tổng diện tích bề mặt của chúng càng lớn và phản ứng hóa học càng mạnh. Trong đó vài lần sự cố cháy nổ cực lớn, trực tiếp làm bùng nổ những kho lương thực khổng lồ cả trăm ngàn mét vuông, diện tích so với cái diễn võ trường trong sách này còn lớn hơn gấp 10 lần. Nhưng mà nhà máy bột mì nổ có một đặc điểm ngọn lửa kinh người phạm vi kinh người thế nhưng tỷ lệ chết không cao hơn nữa không cách nào giống như bom thật sự biến cả kiến trúc thành bình địa cho nên vụ nổ bột mì tung tóe trong pháo đài này cũng không ngoại lệ trong mấy chục ngàn mét vuông thậm chí trong phạm vi xung quanh đều phát sinh vụ nổ mãnh liệt lửa bốc cao tận trời nhưng lại chẳng có tổn hại gì lớn với tường thành cuối cùng đây chỉ là không gian nửa hở năng lượng vụ nổ có thể từ từ được tản ra không trung hơn nữa tường pháo đài này thực sự quá dày, quá vững chắc dựa vào nổ bộ mì còn không cách nào hình thành trí mạng tổn thương a à, a à, bên trong diễn võ trường pháo đài chính hơn một vạn đại quân nước ngô máu tươi nhễ nhại nằm trên mặt đất kêu rên. màn này vô cùng thê thảm khắp nơi đều có máu tươi khắp nơi đều có bị mùi thịt nướng tầm bùng nổ chết cũng không có nhiều người chính là hơn một trăm người mà thôi nhưng phần lớn người bị bỏng nghiêm trọng còn có bởi vì nổ, đưa tới não chấn động, thủng màng nhĩ mới là trí mạng nhất. Bọn họ chẳng nghe được gì nữa, toàn thân bị thiêu đốt, đau khổ không thể tả. Trên mặt đất ra sức quằn quại, kêu thảm thiết. Đại tướng quân ngô luyện, bò dậy từ dưới đất một cách đau đớn. Quá thảm, màn này quá thảm thiết. Lại nhìn đại sảnh pháo đài chính, mấy cánh cửa đều bị bùng nổ bay ra ngoài. Nhưng mà trong toàn bộ đại sảnh, một bóng người cũng không có vô cùng hiển nhiên, bên trong cái đại sảnh này có một một chỗ phòng ngự khổng lồ dưới đất, lúc phát sinh vụ nổ, khi một lan suốt lĩnh tàn quân toàn bộ vào xuống dưới đất, cho nên nổ tung sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Kim sĩ Anh phản bội là giả. Hoàn toàn là vì dẫn chủ lực nước ngô vào trong pháo đài, tiếp đó một lưới bắt hết. Đại tướng ngô luyện hét lớn các huynh đệ, đứng dậy, đứng dậy quyết một trận tự chiến, thế nhưng, bọn họ đã không đứng lên nổi trên người bị bỏng lửa vẫn có thể chống đỡ nhưng là bởi vì nổ tung sinh ra chấn động não chức năng tiền đình hỗn loạn căn bản là không cách nào đứng lên dù cho nằm trên mặt đất đầu cũng choáng váng gần như muốn nôn lên nôn xuống a a a hơn vạn người kêu thảm thiết quằn quại màn này giống như bầy cá mắt cạn vậy thực sự quá thảm mà lúc này Kim Mộc Lan dẫn đầu hơn 2.000 võ sĩ gia tộc họ Kim, chợt bên trong công sự phòng ngự công sự đi ra. Chạy ra khỏi đại sảnh, ra tới diễn võ trường bên ngoài. Dơ tay chém xuống, dơ tay chém xuống, dơ tay chém xuống, gần như không có bất kỳ sức phản kháng, những quân ngô nằm trên mặt đất, dễ dàng bị giết chết, tầm giết chết 3.000 người. Dừng, Kim Mộc Lan dơ tay lên nói bọn họ đã mất đi sức chiến đấu, tước vũ khí, buộc chặt, giam giữ bọn họ, Kim Sĩ Anh muốn nói lại thôi, nhưng Chung Quy không nói gì. Nguyên bản hẳn là chém dết sạch sẽ, nhưng tiểu thư nói không dết, vậy không dết. Một lát sau, đội quân nước Ngô còn sót lại mấy nghìn tê, toàn bộ bị tước vũ khí giam cầm. Trước khi vụ nổ xuất hiện, quân Ngô chủ soái Ngô Mục nghe được tiếng chém dết trong pháo đài càng ngày càng nhỏ, gã biết chiến đấu lập tức sẽ phải kết thúc. Mà lúc này trời đã tờ mờ sáng, tất cả chuyện này cuối cùng kết thúc. kế tiếp cả chỉ cần cùng đợi tin tức tốt của ngô luyện là được. Tiếp đó, cả lại bày ra bàn cờ cùng ngô u chơi. Cuộc chiến thành nộ triều 8 ngày 8 đêm, cuối cùng muốn kết thúc. Hôn lễ của muội và kim sĩ anh muốn được tổ chức ở thành nộ triều hay là ở nước ngô vậy, ngô mục cười nói. Ngô u vừa hạ cờ vừa đáp lời vẫn nên làm ở thành nộ triều đi, ở đây càng giống nhà của hắn. Ngô mục nói ta bây giờ có chút háo hức muốn gặp kim một lan, không biết cô gái khi lưu lạc thành tù binh trong tay ta sẽ nói gì còn có tay thẩm lãng kia tự cho là diệu kế an thiên hạ kết quả vợ lại lạc vào trong tay của ta thật đúng là buồn cười quá đi mà lúc đắc ý nhất dễ phiêu nhất bình thường ngô mục là tuyệt đối chẳng hề nói ra những lời như vậy thế nhưng bây giờ lập tức muốn đại công cáo thành lập tức sẽ phải thành lập công lao bất hủ gã cũng không nhận được đúng mà ngay tại lúc này rầm rầm ầm trước mắt bên trong pháo đài Bỗng nhiên phát sinh một vụ nổ mãnh liệt. Toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy. Ngô Mục nhìn vào quân cờ trước mắt, sự chấn động làm chúng nó cũng như nhảy lên, tiếp đó lại ngọn lửa chật từ trung tâm tòa thành vọt lên trời, trong phút chốc toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Ngô Mục chợt nhảy lên, hết hồn nói đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, tiến vào tòa thành, tiến vào tòa thành, mệnh lệnh mới vừa truyền xuống xong xuôi, Ngô Mục lại thay đổi mệnh lệnh không, không thể vào tòa thành toàn quân đợi mệnh, chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Lúc này số quân đội gã dùng tới bao vây pháo đài chính của thành nộ triều ước chừng hơn một vạn người. Tức khắc, hơn một vạn quân đội đều hoàn toàn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, rầm rầm ầm trong lâu đài, lại truyền tới từng đợt nổ. Lại bốc lên một đám lửa. Ngô một mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy, rét run cả người. Một ý niệm đáng sợ trong đầu dâng lên. Trúng kế, trúng kế, kim sĩ anh làm phản là giả, mục đích là vì một lưới muốn bắt hết chủ lực quân ngô dẫn vào trong pháo đài. Thế nhưng vụ nổ này là do cái gì đưa tới vậy, thứ gì hả, gia tộc họ kim có vũ khí như vậy? Vì sao lúc trước đại chiến không dùng đến hả, cả đương nhiên không biết, nổ bột mì cần ở trong điều kiện đặc biệt, không thể nói toàn bộ phong bế, chí ít đại bộ phận phong bế. Mà lúc này ngô u sắc mặt tái nhợt. Hắn, hắn lừa ta, lừa ta, tiếp đó, trước mắt tối sầm. Cô gái này bất tỉnh ngã xuống đất. Thẩm lãng dẫn đầu một vạn kỵ binh, điên cuồng truy kích. Một ngày sau, hắn lấy được tin tức, Tô Nang dẫn toàn tộc thoát khỏi Việt quốc từ ba ngày trước. Tầm so với thẩm lãng sớm 48 canh giờ, hơn nữa toàn bộ cũng là kỵ binh. Hắn đã chạy đuổi theo 48 canh giờ. Thẩm lãng đầu ván mắt hoa. 48 tiếng đồng hồ, tối thiểu đã chạy ra 400 dặm. Đã không đuổi kịp tuyệt đối không đuổi kịp. Ba bốn ngày sau đó, cả tộc của Tô Nang sẽ tiến vào Tây Vực. Cho đến lúc này, giống như giao long vào biển, cũng không bắt được nữa, cũng không diệt được ông ta nữa. Thẩm lãng nghiến răng nghiến lợi. Đều tự trách mình lơ là, đều tự trách mình quá tham lam, muốn để trịnh đà cùng Tô Nang tự giết lẫn nhau. Lúc này mới để Tô Nang sớm đào tẩu 48 tiếng đồng hồ. Lẽ nào mặc cho do Tô Nang bỏ trốn mất dạng, mấy năm sau sẽ ngóc đầu trở lại à, không, không, tuyệt đối không được, tuyệt đối phải chém sạch toàn tộc của Tô Nang. Suy nghĩ thật kỹ, phải làm gì, phải làm sao, thẩm lãng nhắm mắt lại, bộ óc tiến vào hoàn toàn bình tĩnh. Không, còn có cơ hội. Còn có cơ hội, tiếp tục, thẩm lãng lớn tiếng nói toàn bộ đại quân truy đuổi phía nam, không nên truy đuổi ở phía tây, nghe những lời này, vũ liệt không khỏi kinh ngạc thẩm công tử, Tô Nang đang bỏ chạy về phía tây, chúng ta truy đuổi phía nam chỉ có thể càng có khoảng cách xa hơn thôi. Thẩm lãng nói nếu cứ cố đuổi thẳng về phía tây ngược lại đuổi không kịp. Chúng ta truy đuổi phía nam, tiếp đó đi vòng qua phía trước chặn ông ta lại. Vũ Liệt nói cái này càng không thể, chúng ta trực tiếp đuổi còn chẳng kịp, lượng quanh một vòng lớn càng không đuổi kịp. Thẩm lãng nói không, nếu chúng ta bám dí ngay từ đầu, Tô Nang sẽ từ đầu đến cuối ở vào trạng thái căng thẳng, sẽ ra sức bỏ chạy. Nhưng nếu như chúng ta truy đuổi phía nam, ông ta điều động trinh sát phát hiện không ai đuổi theo, ngược lại sẽ trầm tĩnh. Một khi trầm tĩnh lại, ông ta sẽ sinh lòng tham lam. Khi đi ngang qua cung vua Khương, nơi đó có số vàng khổng lồ, là qua nhiều thế hệ vua Khương cướp bóc tới, tiếp đó xây trên vương cung, Tô Nang đi Tây Vực cần một khoản tiền lớn, đây là lúc ông ta thiếu vàng nhất. Mà cung vua Khương lúc này gần như không người thủ hộ, ông ta chiếm lấy đám vàng này dễ dàng, ông ta tuyệt đối luyến tiếc bỏ đi cục thịt béo này. Nếu chúng ta theo đuổi miết, ông ta sẽ buông tha đám vàng này, trực tiếp trốn vào Tây Vực, chúng ta đây sẽ không cách nào đuổi kịp. Nếu chúng ta không đuổi ở phía sau mà lượn xuống phía Nam, đến phía trước đi chặn ông ta, ông ta sẽ cho rằng không ai đuổi, ngược lại yên tâm đi cung vua Khương cướp vàng. Người này ở ngay lúc nguy cấp nhất sẽ đặc biệt lợi hại quyết đoán. Thế nhưng một khi cục diện thả lỏng, lòng tham lam của ông ta sẽ nhịn không được. Não thẩm lãng lúc này ở vào trạng thái tuyệt đối cơ trí. Lập tức chia hai nghìn, giả vờ muốn đi tiến đánh phủ hầu tước trấn viễn. Mặt khác tám ngàn kỵ binh, tiếp tục bóng đêm tiến vào khương quốc, im hơi lặng tiến lượng quanh đến phía nam đi, cần phải đừng cho trinh sát tô nang phát hiện. Nếu như ta đoán không sai, bốn ngày sau chúng ta là có thể ở cung vua khương cùng tô nang đại chiến, đồng thời đối với toàn tộc của tô nang, chém giết sạch sẽ, đây chính là trận đỉnh cao quyết đấu cuối cùng giữa thẩm lãng và tô nang, một phen giải quyết tất cả có chút tin tức xấu nhất định sẽ tới thứ khác biệt duy nhất chính là tin tức xấu hay là tin tức tệ hơn mà chủ soái quân ngô liền nên đón tin tức tệ hơn sau khi kết thúc loạt tiếng nổ động trời ngô mục muốn dẫn quân xông vào pháo đài nhưng vì tính bảo thủ bẩm sinh mà gã đã bỏ qua cứ như vậy trời đã sáng tiếp đó quân đội gia tộc họ kim lại một lần nữa xuất hiện ở trên tường thành kim mộc lan xuất hiện kim sĩ anh xuất hiện cuối cùng lại kim trác cũng xuất hiện huyền vũ hầu kim trác tất cả mọi người tức khắc kêu lên hầu tước kim trác không phải đã chết rồi sao ông ta không chỉ chẳng hề xuất hiện khá lâu hơn nữa rất nhiều tín hiệu đều phản hồi hầu tước kim trác xác định đã chết mà lúc này ông ta lại xuất hiện ở trên tường thành chuyện này sẽ là cú đánh mạnh cỡ nào với đám quân ngô ngoài thành ngô mục trước mắt tối sầm cả người giống như muốn ngất xỉu lúc này kim sĩ anh tiến lên trực tiếp quăng một cái đầu xuồng là đại tướng ngô luyện tâm phúc của ngô mục ầm 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 rầm tiếp đó mấy nghìn cái đầu người bị ném xuống tới giống như có một trận mưa đầu người vậy mỗi cái đầu quân ngô đều đầy vẻ đau đớn dữ tợn tử trạng vô cùng thảm da mặt đều có vết bỏng kim sĩ anh nói bằng giọng lạnh lẽo ngô mục một vạn đại quân ngài phái vào trong đã diệt sạch hết rồi vốn có thể giết sạch toàn bộ, thế nhưng chủ nhân nhân từ, bắt tù binh bảy ngàn người còn sót lại. lúc này Ngô U tỉnh lại, nhìn thấy Kim Sĩ Anh trên đầu thành, cả người gần như lại một lần nữa bất tỉnh đi. Kim Sĩ Anh, chàng gạt ta, chàng gạt ta, Ngô U kêu thất thanh, tiếp đó gần như muốn nôn ra một ngụm máu tươi. Kim Sĩ Anh nhìn ả một cái, cuối cùng chẳng nói điều gì. Ngô U chợt sẽ phải xông lên. chủ soái Ngô một kéo ả lại lớn tiếng nói không nên như vậy như thế có vẻ rất yếu đuối hiếp một hơi thật sâu ngô mục nói huyền vũ hầu mỗi người đều nói ngài ngay thẳng hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy kim trác nói ngô hầu ngài nghĩ sai rồi chính trực là chính trực cũng không phải ngu xuẩn huyền vũ hầu chính trực đến từ nội tâm và xương tủy mà không phải mua danh chục tiếng ông làm việc bằng vào bản tâm mà cũng không phải là vì danh tiếng ngô hầu ngài còn muốn đánh tiếp bà ngô mục liếc mắt về một vạn bảy ngàn đại quân phía sau mình nhưng có năm nghìn là hải tặc của cừu hào nhưng nhìn trên tường thành gia tộc họ kim lại có thêm hơn hai nghìn võ sĩ hai nghìn võ sĩ này lúc trước chẳng bao giờ xuất hiện qua dù cho chiến cuộc rất vô cùng lo lắng thời điểm cũng từ đầu đến cuối án binh bất động bọn họ cũng không thuộc về gia tộc họ kim mà là võ sĩ hội thiên đạo hôm nay số lượng quân ngô vẫn là gấp bốn gia tộc họ kim thế nhưng ngô mục biết với cái pháo đài như cái mai rùa này, cả chẳng thể hạ được nữa. Đây là một loại thế. Quân ngô đã dốc hết toàn lực, đêm qua chính là lần giấc cuối cùng. Chẳng những đêm qua chẳng đánh chiếm được gì, ngược lại hao tổn một vạn chủ lực. Vậy cũng không có cơ hội nữa. Gã mang đến ba vạn đại quân bây giờ chỉ còn lại một vạn hai. Tổn thất này quả thực để cho người ta hộp máu. Kết quả, vẫn không có chút thu hoạch gì. Hầu tước Kim Trác nói ngô hầu, còn đánh hay không, cái pháo đài trước mắt này không thể hạ được rồi. Kế tiếp phải làm gì, tiếp tục vây khốn cái pháo đài này, hay là lui về giữ ở trong hai cái pháo đài khác của thành nộ triều đi, hoặc là hoàn toàn thối lui đến thành thiên phong. Nhưng mà vào lúc này, hầu tước Kim Trác nói ngô hầu, trong tay chúng ta còn 7.000 tù binh, ngài có muốn hay không, nghe những lời này, ngô mục trung lên. Gia tộc họ Kim lại không giết sạch một vạn người sao? Còn bắt làm tù binh 7.000 người, đương nhiên muốn, đây chính là 7.000 người, gần như hoàn toàn là dòng chính của ngô mục. Bị thương còn có thể trị, còn sống là tốt rồi. Đương nhiên muốn, Kim Trác nói ngô hầu, 7.000 tù binh này đều được nhốt trong hầm giam của chúng ta, mỗi trên người một người đều bị nổ và bỏng nặng, cần phải chữa trị nhanh một chút, nếu như ngài muốn 7.000 tù binh này thì nắm chắc cơ hội này, bằng không chỉ đến vài ngày thì tất cả kết thúc. Ngô Mục lớn tiếng nói huyền vũ hầu, ngài có phẩm đức cao thượng, lẽ nào liền mắt mở trừng trừng nhìn bảy ngàn tù binh quân ngô chúng ta chết sao kim trác nói ta cho tới bây giờ cũng không có tự cho rằng mình cao thượng người khác đánh giá ta thế nào thì ta chẳng quan tâm nhưng đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình điểm đạo lý này ta vẫn hiểu kim sĩ anh đứng dậy nói ngô hầu muốn nhận lại bảy ngàn tù binh không chúng ta đây làm ngay một cái giao dịch dùng một cái đầu người có thể đổi bảy ngàn tù binh này giao dịch đặc biệt có lời nghe những lời này trong quân một người tức khắc hồn phi phách tán. Con nuôi của vua hải tặc cừu thiên nguy, thành chủ thiên phong cừu hào. Nếu như đổi thành người thường, chắc chắn hô to ngô hầu tuyệt đối không thể làm ra việc thân giả thống, cừu giả khoái, người thân thì đau, kẻ thù thì vui. Nhưng cừu hào vốn xuất thân là đầu lĩnh hải tặc, bẩm sinh đa nghi, vừa nghe được lời của kim sĩ anh, lập tức lùi về phía sau thật nhanh, kim sĩ anh nói hầu tước ngô mục, chỉ cần ngài giết cừu hào, chúng ta liền đem 7.000 tù binh giao trả lại cho ngươi, đơn giản là một vốn bốn lời, nghe những lời này, cựu hào sắc mặt kịch biến. Đi, 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 lui lại trở về đảo Thiên Phong, cả không có cho ngô một bất cứ cơ hội nào, trực tiếp dẫn đầu 5.000 đại quân của gã rút khỏi thật nhanh. Ngô Mục kinh hải, không khỏi hô to Trấn Hải tướng quân dừng bước, Trấn Hải tướng quân dừng bước, Ngô Mục ta đây tuyệt đối sẽ không làm ra sự việc hủy giang sơn đâu. Một khi gã này đuổi theo, đám quân sau lưng cũng cùng hùa theo đuổi. Cừu hào kinh hải, chợt rút ra chiến đao quát lên ngô hầu, vì để không gây ra hiểu lầm, quân đội của ngươi tuyệt đối không nên đi lên nữa, bằng không chính là xung đột vũ trang. Ngô mục hận cực kỳ. Cừu hào này chẳng khác chi loài chó, bất cứ lúc nào liền trở mặt. Thanh chốt ở chỗ, cả vốn chẳng có ý giết cừu hào, mặc dù muốn thu 7.000 tù binh về nhưng tuyệt đối chẳng muốn dùng đầu của cừu hào để đổi. Gã không thích cừu hào, thế nhưng cũng biết không có thể giết cừu hào. Bằng không sau này ai còn dám đầu nhập dưới trướng gã nữa, quan trọng nhất là một khi cừu hào đã chết, quyền làm chủ trên vùng biển này phải làm sao, nhưng cừu hào không nghĩ như vậy. Gã có lòng dạ tiểu nhân, cảm thấy ngô mục sẽ khẳng định giết bản thân đổi 7.000 tù binh, đồng thời chiếm đoạt hạm đội của mình. Gã tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nhìn thấy quân đội cừu hào rút đao ra kiếm, ngô mục vội vàng dừng lại, tiếp tục hướng gã kêu gọi đầu hàng tướng quân cừu hào, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi không bằng như thế ngươi đóng ở cái pháo đài phía tây thành nộ triều chỗ đó vốn thuộc về người còn ta đóng ở pháo đài đông hai nhà chúng ta vây thế gọng kìm kẹp chặt bao vây pháo đài chính của gia tộc họ kim cuộc chiến thành nộ triều còn chưa tới lúc tuyệt vọng ta lập tức thuyết phục bệ hạ để ngài thêm binh cừu hào sáng mắt hơi động lòng với đề nghị của ngô mục mà lúc này an tái thiên bỗng nhiên cười ha ha thằng ngu cừu hào này ngô mục nhất định là đánh chẳng được thành nộ triều cho nên muốn muốn cho ngươi ở tại chỗ này kiềm chế gia tộc họ kim của ta mà nước ngô đã ra thì làm sao về chiếm lấy đảo thiên phong của ngươi như thế cũng không coi là không thu hoạch được gì nghe những lời này sắc mặt cừu hào kịch biến gã cảm thấy lời này đặc biệt rất có lý nước ngô nỗ lực chi phí lớn như vậy cũng không thể một chuyến tay không đi cho nên sẽ khẳng định đoạt đảo thiên phong của gã đi đi trở về thành thiên phong ngô hầu thuộc hạ sợ đảo thiên phong có biến, vì vậy cáo lui trước. Tiếp đó, Cả dẫn đầu 5.000 đại quân lùi lại thật nhanh, hướng bến tàu sát biển chạy như điên. Ngô Mục lại điên cuồng đuổi theo nói tướng quân cừu hào, tuyệt đối không thể trúng kế, tuyệt đối không thể trúng kế, tướng quân cừu hào, ngài không muốn chức vị bá tước sao, tức khắc cừu hào dừng bước, tiếp đó cười lạnh nói chức vị bá tước ta đương nhiên muốn, nhưng cũng phải giữ mạng mới muốn, đầu năm nay cái gì cũng là giả, chỉ có địa bàn cùng quân đội trong tay mới là thật. Tiếp đó, đại quân cừu hào rút lui sạch. Trực tiếp leo lên thuyền, cũng không quay đầu lại trở về đảo Thiên Phong. Ngu xuẩn, tham lam, bị ổi, thấp hèn ngô một cuồng nộ, ra sức chửi bới cừu hào. Cái tên hải tặc như nhà ngươi, lẽ nào thì không thể đối với ta tin tưởng hơn chút nào sao, ở thời khắc mấu chút này, ta làm chủ soái làm sao sẽ cùng ngươi nội chiến, ta đường đường ngô hầu, ta là đường đệ của ngô vương, thân phận tôn quý cỡ nào, ta muốn là cả quần đảo Lô Châu, ta muốn là thành nộ triều. Nếu lấy không được thành nộ triều, ta muốn một đảo thiên phong có ý nghĩa gì, nhưng đối với dạng đầu lĩnh hải tặc như cừu hào, dù cho ngươi có dùng đạo lý nói đến loài bản họng cũng chẳng dừng đâu. Bẩm sinh cừu hào là dạng người đa nghi xảo quyệt, không cách nào nghe theo lẽ thường. Cho nên lúc trương xung cùng cừu hào giao tiếp, vĩnh viễn ra vẻ hoàn toàn giao phó sống chết của ta cho ngươi. Mỗi một lần, ông chỉ mang theo mấy người ở trên thuyền cừu hào. Dù cho ở thành thiên phong, quân đội trong tay Trương Sung cũng nhất định sẽ ít hơn nhiều so với Cừu Hào, tuyệt đối sẽ không để Cừu Hào cảm giác được có chút bất an. Thế nhưng Ngô Mục trẻ tuổi, còn không cách nào cảm thấy đến điểm này. Dạng hải tặc đa nghi xảo quyệt như Cừu Hào, Trương Sung có thể khống chế, Ngô Mục còn thiếu hỏa hầu. Ngô Mục một lần nữa về tới trước pháo đài chính của thành nộ triều. Hầu tước Kim Trác nói Ngô Hầu, còn đánh không, Ngô Mục đau khổ không thể tả. Cả thật không ngờ, cục diện một khi tan vỡ, dĩ nhiên là sạch sành xanh như vậy. Nguyên bản dù cho một vạn chủ lực bị diệt, nhưng quân đội của gã cùng cừu hào cộng lại vẫn có một vạn bảy, vẫn là gấp bốn gia tộc họ Kim. Gã dẫn đầu đại quân tiến vào chiếm giữ lâu đài của cừu yêu nhi, cừu hào dẫn binh tiến vào chiếm giữ lâu đài phía đông của thành nộ triều. Như thế vẫn có thể tiến hành bao vây với gia tộc họ Kim. Mà trên mặt biển tiếp tục phong tỏa gia tộc họ Kim mặc dù không thể trực tiếp bắt thành nộ triều, nhưng vẫn có thể bảo trì chiến lược chủ động. Tiếp tục, chờ nước ngô sẽ điều động một vạn viện quân xuôi nam, lại một lần nữa tiến đánh pháo đài chính thành nộ triều. Lần này không trông cậy vào bất luận kẻ nào mở thành lũy cổng, dùng người lệnh đôi cũng phải đem thành lũy lấy xuống. Cho nên, một trận chiến này tuy rằng gã thua, nhưng không có bại. Nhưng cừ hào đi lần này, quăng một vạn hai ngàn đại quân ngô mục tại đây. Đương nhiên, đây vẫn gấp ba với gia tộc họ Kim. Nhưng thì có ích lợi gì, quyền làm chủ trên biển mất đi rồi, chỉ cần cừu hào lui trở về đảo Thiên Phong. Hạm đội gia tộc họ Kim nhất định sẽ lại một lần nữa đoạt lại quyền làm chủ trên biển khu vực này. Cho đến lúc này, bị nhốt chết trong cái thành này, ngược lại là một vạn hai ngàn quân đội của Ngô Mục. Kế tiếp phải làm sao, nên đi hay ở, cần phải quyết định thật nhanh. Ngô Mục vắt hết óc gã không muốn cứ như vậy rút đi tuyệt đối không cam lòng gã rõ ràng còn có một vạn hai ngàn đại quân gã có thể phái ra bốn ngàn thủy sư đi trên mặt biển khống chế quyền làm chủ trên vùng biển này còn lại tám ngàn người có thể chiếm lĩnh hai tòa thành nào đó thuộc khu vực nộ triều để tạo thành thế gọng kìm bao vây pháo đài nộ triều chính binh lực như thế thì không đủ chỉ cần không tự ý xuất kích mới có thể chống đỡ thế nhưng quân lương thì sao quân lương mang tới có hạn, sẽ phải hết. Một khi quân đội cạn lương thực, hậu quả khó lường. Nhưng gia tộc họ Kim sẽ không có bất kỳ nguy cơ thiếu lương nào, trong pháo đài chính của ông ta không biết tích trữ bao nhiêu lương thực, ăn mấy năm cũng không vấn đề. Muốn để nước ngô lại một lần nữa điều động viện quân xuôi nam tiến đánh thành nộ triều, tối thiểu phải mất nửa tháng sau. Lương thực của ngô mục có thể chống đỡ cho đến lúc này à, không thể, từ nước ngô vận lương qua đây, vậy cũng phải đợi thật lâu ở trong thành nộ triều trực tiếp mua lương thực hay hoặc là đơn giản trực tiếp cướp bóc càng thêm không được đám thương nhân thành nộ triều đều có vũ trang hộ vệ bây giờ nước ngô cùng họ kim đại chiến bọn họ đóng chặt cửa nhà bảo trì trung lập mà một khi quân ngô cướp lương thực của bọn họ cướp giật lương thực bọn họ đám người kia liền sẽ lập tức đứng ở họ kim rồi cùng nhau tấn công cho đến lúc này quân ngô liền thực sự rơi vào biển rộng mênh mông bắt hết ốc lại hoàn toàn không có ra một sách lược vẹn toàn Nơi này chính là địch cảnh, nơi này chính là sân nhà gia tộc họ Kim. Hơn nữa, thủy sư gia tộc họ Kim đánh không lại hạm đội, cựu hào chẳng lẽ còn đánh không lại hạm đội của Ngô Mục Cà, mọi người đều là tay mơ trên biển, tám lạng nửa cân. Một khi mất đi quyền làm chủ trên biển, Ngô Mục dù cho muốn về nước Ngô cũng là vọng tưởng. Binh lực của gã gấp ba lần, thì có ít lợi gì, ở hay không ở, thoát hay không thoát. Trong lúc nhất thời, Ngô Mục cảm thấy vô cùng đau khổ thêm phía trên mấy ngày mấy đêm không có ngủ tức khách cảm thấy đầu choáng váng choáng váng cả người bất tỉnh hơn một canh giờ sau đó ngô mục yếu ớt tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lên tức khách gặp được mười mấy đôi mắt vô cùng lo lắng thế nào lại chuyện gì xảy ra tướng lĩnh dưới trướng nói gia tộc họ kim đã đưa hết bảy ngàn tù binh của chúng ta ra rồi ngô mục kinh ngạc trả lại tù binh rồi chẳng lẽ có gì đó không ổn Tướng lĩnh dưới trướng nói 7.000 người này mỗi người đều bị bỏng, bị thương rất nặng, hơn nữa đều ở phát sốt, nhất định phải vội vàng được cứu trị, bằng không toàn bộ đều có thể chết. Ngô Mục Hiểu 7.000 tù binh, kỳ thực chính là trói buộc. Sẽ khiến cho một vạn 2.000 đại quân liên lụy trói buộc. Mà chết nếu như tiếp tục ở lại thành nộ triều, 7.000 tù binh bị thương sẽ chết sát năm. Còn nữa, lương thảo chúng ta bị đốt 7 phần rồi. Ngô U nói cái gì Ngô Mục hết hồn hỏi tại sao phải như thế chúng ta phòng thủ Lương Thảo nghiêm ngặt thế kia bốn bên đều có nước bất cứ lúc nào có thể cứu hỏa vì sao còn có thể bị đốt cháy Ngô U nói gia tộc họ Kim không biết dùng một loại vũ khí gì dính vào Lương Thảo chúng ta sau đó trực tiếp gặp phải lửa ma chơi màu lục ngay cả nước đều dội không tắt thậm chí trực tiếp đốt cháy ở trên mặt nước rõ ràng nhà dột gặp mưa suốt đêm mới vừa tỉnh lại Ngô Mục tức khắc cảm thấy ngực quặn đau một trận. Không có phun ra máu, lại vẽ ra một mụn đàm, mang theo tơ máu. Bây giờ cuối cùng có thể hạ quyết tâm. Lui binh, lui binh tướng lĩnh dưới trướng hỏi lui binh, rút về nơi nào, ngô mục chảy nước mắt mà đáp lui về nước ngô. Tướng lĩnh dưới trướng nói không lùi trở về thành thiên phong à. Chúng ta có thể tiêu diệt cừu hào, chiếm lấy đảo thiên phong. Ngô mục lắc đầu thở dài đáp đánh chẳng được thành nộ triều, bắt đảo thiên phong lại có ý nghĩa gì? Nó ở trong tay tên ác ôn cừu hào, so với chúng ta trong tay còn hữu dụng. Lúc này ngô mục nghĩ lại. Gã vẫn quá non, khai chiến thứ nhất, kỳ thực gã không có phạm sai lầm gì. Thậm chí trúng độc kế gia tộc họ Kim, dẫn đến một vạn tinh nhuệ chôn vùi, đây cũng là tài nghệ không bằng người mà thôi, cũng chưa nói tới phạm sai lầm. Nhưng nếu như là một chủ soái cây độc, khi một vạn tinh nhuệ hủy diệt, sau đó cần phải liền sẽ nghĩ tới cừu hào sẽ dở trò xấu. Hoặc là lập tức trấn an gã, hoặc là quyết định thật nhanh giết chết gã ngay, đoạt hạm đội của gã. Mà không phải đến khi gia tộc họ kim phá vỡ lớp giấy, rõ ràng ly gián gã và cừu hào. Lui binh, lui binh ngô mục rơi nước mắt đầy mặt hạ lệnh. Ngô U bỗng nhiên nói đại soái chúng ta có 7.000 tù binh bị thương, lui lại đứng dậy đặc biệt phiền phức, thậm chí sẽ ảnh hưởng tốc độ toàn bộ đại quân lên thuyền, lúc này là thời điểm yếu ớt nhất của chúng ta, gia tộc họ Kim có thể hay không bắt đầu thừa cơ tập sát, Ngô Mục lắc đầu đáp sẽ không, sẽ không. Sau khi trải qua sự rèn luyện của trận chiến này, có một số việc tối thiểu gã cũng hiểu được. Nếu như không có 7.000 tù binh thì gia tộc họ Kim còn có thể có thể thừa dịp bọn họ lên tập kích. Nhưng 7.000 tù binh trọng thương, họ Kim ngược lại sẽ không đánh lén. Bởi vì phẩm đức Kim trác quả thực rất cao. Sau mấy canh giờ, ngô mục dẫn một vạn hai ngàn đại quân ngồi mấy chục chiếc thuyền sa sút tinh thần về phương bắc hơn nửa tháng trước cả dẫn đầu ba vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuôi nam uy phong lẫm lẫm khí thôn như hổ cỡ nào cảm thấy công trạng lớn đang ở trước mắt mà bây giờ ảo não chạy trốn như là chó chết chủ ngắn mũi nửa tháng cảnh ngộ lại như thiên đường địa ngục thế kia ngô mục nằm ở trên bông thuyền đau khổ đang nhìn bầu trời nhìn ánh tà dương phía tây một trận chiến này Cả đón nhận rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn, cũng học tập rất nhiều. Thế nhưng cả còn có cơ hội cải chính nhà, sau khi trải qua đại bại như thế, cả còn có cơ hội trở mình nhà, bệ hạ, thần thất bại, thần phụ tín nhiệm của ngài. Thần tội đáng chết vạn lần, ta có bại một lần không hề gì, thậm chí hắn tiền đồ của mình cũng không cần gấp, mấu chốt là bệ hạ sẽ phải thế nào đây, đám cựu thần bảo thủ trong triều sẽ vô đến thế nào, đây đối với uy tín bệ hạ sẽ tổn thương thế nào đây, nghĩ tới đây ngô mục lại một lần nữa tim đau như dao cắt. Bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần, lúc trước gặp hai lần thất bại mạnh mẽ ngô mục không có hộp máu. Mà nghĩ đến ngô vương sẽ phải chịu vả mặt thế nào, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ói ra một mụn máu, trong nước hương, khoảng cách tô nang mang cả tộc thoát đi đã tầm đi qua 7 ngày. Ở đây cách phủ hầu tước trấn viễn đã xấp xỉ 1.800 dặm. Suốt 7 ngày này, cả gia tộc họ tô gần như tiến tới không ngừng, ngày đêm thần tốc mà chạy đi. Suốt bảy ngày này, người có thể không ăn ăn no, nhưng ngựa nhất định phải ăn no. Người có thể không nghỉ ngơi, thế nhưng ngựa lại phải nghỉ ngơi. Ngày thứ 8, lúc này khoảng cách phủ hầu tước trấn viễn đã 2.000 dặm. Nơi này cách Tây Vực, đã không đến 1.300 dặm. Ở bốn phương hướng chung quanh, Tô nang đều phái ra trinh sát, kiểm tra nhất cử nhất động xung quanh 200 dặm bên trong. Nhất là phía sau, càng là trinh sát thật xa. Một khi có kẻ địch đuổi theo, trinh sát của ông sẽ lập tức chạy vội đến đây báo cáo. Dù cho địch nhân ở phía sau 4-500 dặm, Tô Nang cũng sẽ lập tức biết được. Chủ công, phía trước không có kẻ địch, bên trái không có kẻ địch, bên phải không có kẻ địch. Chủ công, phía sau cách 400 dặm, không có kẻ địch. Nghe đến mấy cái báo cáo này, sau đó Tô Nang không khỏi thở vào một cái thật dài. Cả gia tộc họ Tô an toàn, bất kể là trịnh đà hay thẩm lãng, đều đã không đuổi kịp. Kỵ binh chủ lực của Khương quốc, đại bộ phận chết ở đại kiếp cung, còn lại một bộ phận ở trong tay thẩm lãng, lúc này vẫn còn cảnh nội Việt quốc. Mấy ngày nữa, cả tộc họ tô liền muốn đi vào Tây Vực. Cuối cùng an toàn, may mà bị sát phạt quyết đoán, tin tức chủ lực thất bại thảm hại truyền đến, sau đó chỉ chậm một đêm liền lập tức dẫn đầu toàn tộc trốn đi. Bằng không, lúc này gia tộc họ tô có thể đã bị mấy vạn đại quân vây khốn, diệt tộc họa đang ở trước mắt, chủ công, quân đội sĩ khí đặc biệt hạ, rời nhà càng xa, sĩ khí càng xuống thấp. Đã rất nhiều binh sĩ đoán được, chúng ta đây là muốn đào tẩu, các võ sĩ không muốn rời quê hương, ở chỗ riêng tư đều oán giận, đây là nhất định, mấy nghìn quân đội này ngay từ đầu cho rằng chẳng qua là xuất chinh bình thường, nhưng lúc này rời Việt quốc càng ngày càng xa, luôn luôn hướng phía Tây đi. Dù cho kẻ ngu si cũng có thể đoán được, gia tộc họ tô muốn chạy trốn hơn nữa không phải trốn về hướng nước sở nếu như trốn sang nước sở thì chắc hẳn là lên bắc không nên cứ mãi đi về phía tây cho nên đây là muốn bỏ chạy sang tây vực bỏ chạy sang nước sở tư quân họ tô còn có thể tiếp nhận cuối cùng đó cũng là quốc gia văn minh chủ công đi trực tiếp có thể phong hầu nhưng một khi đi tây vực đây chính là nơi của bọn mang di và hỗn loạn có khi sau đó phải chém giết một trận phải giành địa bàn lần nữa tô nang nhìn xa trông rộng Thế nhưng quân đội phía dưới cũng không phải như vậy. Bọn họ mong muốn là an nhàn, muốn ở trong tòa thành vững chắc. Tây vực, cái địa phương quỷ quái, bọn họ không muốn đi, nơi nào cũng là kẻ ngoại tộc. Tô Nan tức giọng thản nhiên thấy được không, đây là nhân tâm. Nhưng mà yên tâm, chỉ cần đến Tây vực, sau đó bọn họ không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể vây quanh ở bên cạnh ta, ngược lại sẽ càng thêm thuần phục ta. Dù cho oán giận, cũng không đi được ngàn dặm. Tôi Trảng nói thưởng cho một chút vàng đi, kích thích sĩ khí một chút. Bất cứ lúc nào vàng dùng cũng tốt. Tô Dông nói chúng ta đã không còn nhiều vàng nữa. Tô Nang nói có bao nhiêu, vô dụng nói cũng chỉ có bốn mươi mấy vạn. Tô Nang co rụt ánh mắt lại, ít như vậy, con số này kỳ thực không ít, nhưng vì một trận chiến này, Tô Nang bỏ ra quá nhiều vàng. Thuê tăng binh đại kiếp tự, thuê lính đánh thuê Tây Vực, hối lộ vua khương. Nhất là đại quân Tô Nang tiến đánh chủ thành quận Bạch Dạ, mỗi một ngày tốn hao vàng cũng là con số khổng lồ. Húng chi, quan trọng nhất là quân lương, cho nên Tô Nang lúc trước liền số vàng lớn đổi thành lương thực trữ để trong trong phủ hầu tước trấn viễn. Mà những thứ lương thực này đại bộ phận đều mang không đi. Trong tay Tô Nang chỉ có 5.000 người, đi Tây Vực, sau đó không cách nào dùng võ lực mở đường, nhất định phải dùng vàng mở đường. Người Tây Vực càng thêm thấy tiền sáng mắt so với người phương Đông bốn mươi mấy lượng vàng này chả khác chi trứng chọi đá. Nếu có nhiều vàng, Tô Nang có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn ở Tây Vực mở ra cục diện, chiếm lĩnh một mảnh địa bàn. Hơn nữa ông và nước Hoa coi như là có quan hệ thông gia. Tô Dông bỗng nhiên nói chủ công, cung vua Khương có vô số vàng. Arugan cướp bóc vài thập niên, tất cả vàng toàn bộ xây thành kiến trúc, nóc nhà là vàng, mặt đất cũng là vàng, đổi thành lượng vàng tối thiểu có 200 vạn, nghe những lời này, mắt tô chợt co rụt lại. Cung vua khương bên trong có bao nhiêu vàng, tô nang so với tô dông càng rõ ràng hơn. Arugan cũng là tên điên, cướp được vàng căn bản cũng không xài, toàn bộ dùng để xây hoàng cung. Chỉ là một hoàng cung của tên mang vương mà nguy nga lộng lẫy còn vượt qua vua Việt, vua sở. Nhưng hết lần này tới lần khác quan điểm thẩm mỹ của ông ta hết sức thô sơ ác liệt, căn bản không có bất kỳ cảm giác nghệ thuật, trực tiếp nấu vàng ra rồi quét trên tường, trên nóc nhà, trên sảng, cho nên, một tầng bao bên ngoài hoàng cung cũng là vàng. Thế nhưng mấy ngày nay, ông cố ý không dám nghĩ đến con số vàng này. Bởi vì ông biết khuyết điểm của mình, quá mức tham lam. Lòng tham một khi nổi lên liền không cách nào ức chế, tức khắc, tô nang lâm vào lựa chọn chật vật cùng dày vò. Không, không thể đi cung vu khương, không thể tham, bài học trước đó còn chưa đủ tàn khốc cà, nhưng là bây giờ gia tộc họ tô quá thiếu vàng, có số vàng ở cung vua Khương đi Tây vực chí ít có thể rút ngắn 2-3 năm thời gian phấn đấu. 2-3 năm, quý báo giường nào, Tô Nang ta đây đã 60 tuổi, ta còn có thể có mấy năm. Thế tử Tô Kiếm Đình có thể đã chết. Đứa con trai xuất sắc nhất kế tiếp của ông là Tô Kiếm Trường, năm nay mới 18 tuổi. Ta cần phải gây dựng nên một mảnh cơ nghiệp trong vòng mấy năm, sau đó sẽ tốn thời gian vài năm bồi dưỡng được Tô Kiếm Trường. Thời giờ của ta rõ ràng quá cấp bách ta quá cần cái này khoản tiền vàng. Vua Khương A mấy thập niên tích lũy, Khương quốc trên trăm năm cướp bóc tích lũy A, sắp xỉ có gần 200 vạn lượng vàng. So với cả năm thuế má của Việt quốc còn nhiều hơn. Lẽ nào cứ như vậy bỏ đi à, trong lúc nhất thời, Tô Nan đúng là khó có thể lựa chọn. Lý trí nói cho hắn biết, cần phải chuyên chú trốn đi về phía Tây Vực, không thể là bất kỳ đồ ăn dừng lại, cho dù là 200 vạn lượng vàng. Nhưng bị kích động lại để cho hắn muốn có được cái này khoảng tiền vàng. Cung vua khương cách nơi này không đến 200 dặm, khoảng tiền vàng hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Giống như một thịt mỡ ở bên môi, chẳng lẽ không ăn à? Chuyện này tương đương với một gã đàn ông nhu cầu tràn trề, khi gã bị lưu manh truy sát, dù cho ven đường của một cô gái cực đẹp khỏa thân thì gã cũng chẳng hề có ý dừng lại. Chỉ khi nào trốn ra được, bỏ xa đám lưu manh một đoạn đường mấy ngày đêm, lúc này bên người xuất hiện một tuyệt sắc đại mỹ nhân uống say và đang không ngừng treo chọc thì làm sao mà người đàn ông nhịn nổi, tuyệt đối không thể, trinh sát thì sao? Sao chúng ta có kẻ thù không? Chủ công, phía sau chúng ta trong vòng 500 dặm, cũng không có bất cứ địch nhân nào, tô trảng cất giọng run rẩy huynh trưởng, chém giết đi. Được cái này bút vàng, các huynh đệ cũng sẽ không oán trách, cũng sẽ không tác loạn. Tô Dông nói chủ công, một khi được khoản tiền vàng này, chúng ta ở Tây Vực có thể đại triển quyền cước trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể mở ra cục diện, có đầy đủ lượng vàng, vua nước hoa thậm chí có thể trực tiếp sắc phong chủ công là hành tỉnh tổng đốc. Đây là thật. Ở các nước Tây Vực, bất kỳ vật gì đều có thể dùng tiền mua, cho dù là chức quan. Tô Nang chợt cắn răng nói không, không đi cung vua Khương, không nên để lỡ bất kỳ thời gian nào, việc cấp bách chính là lập tức đi Tây Vực, tiếp tục, Tô Nang lớn tiếng hạ lệnh nghỉ ngơi xong rồi, tiếp tục chạy đi, lên đường về phía Tây, đi về phía Tây, có lẽ là giáo huấn lần trước quá khắc sâu. Tô Nang hạ lệnh như đinh đóng cục Tây Tiến, không đi cung vua khương đoạt vàng. Nhưng có trời mới biết, hắn dưới đạo mệnh lệnh này thời điểm gần như dùng hết tất cả lực lượng, cung vua khương bên kia vô số vàng bạc, với cám dỗ của hắn so với bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn. Tô Nang đã hạ lệnh, đám người tô trảng cùng tô dông dù cho không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Thế nhưng quân đội họ tô lại không muốn đi không muốn tiếp tục tây tiến nữa. Tô Nang tức khắc giận dữ vì sao không muốn đi, lúc này mới vài ngày thôi. Đám người này đã cãi lệnh nhà, Tô Dông nói rất nhiều các huynh đệ cũng biết chuyện cung vua Khương có vàng, bọn họ muốn lấy số vàng đó mang đi. Tô Nang đi ra ngoài, tức khắc, mấy nghìn tư quân gia tộc họ Tô quỳ xuống chỉnh tề. Chủ công, phía sau vài trăm dặm cũng không có truy binh, cung vua Khương cách chúng ta cũng không đến hai trăm dặm, chủ công, chúng ta biết muốn chuyển vào Tây Vực nhưng các huynh đệ không có gì cả trong lòng bất an, có vàng, các huynh đệ ở Tây Vực cũng có thể có ăn có uống. Chủ công, cung vua Khương chỉ có 200 dặm, mấy triệu lượng vàng đang ở trước mắt, lẽ nào chúng ta không lấy sao? Chủ công, khi mà được số vàng này rồi, các huynh đệ chỉ cần một phần mười thôi, còn dư lại toàn bộ nộp lên trên chủ công, để ngài phát triển đại nghiệp. Chủ công khai ân, chủ công khai ân, hơn 4.000 tư quân, quỳ xuống chỉnh tề, thỉnh cầu tô nan khai ân ở con số khổng lồ vàng trước mặt, ai cũng không chống đỡ nổi mê hoặc. Tô Nan vốn là cây cân lung lay lúc này hoàn toàn nghiêng lệch. Toàn bộ quân đội dưới trướng đều phải xin đi lấy vàng. Lần này không lấy thứ gì thì. Tô Nan cả giận nói các ngươi, các ngươi đó, tiếp đó, ông ta ra lệnh một tiếng toàn quân xuôi nam, dùng tốc độ nhanh nhất cướp giật cung vua khương vàng, tiếp đó lập tức tay vào. Tuân lệnh, tuân lệnh, chủ công vạn tuế, chủ công vạn tuế, mấy nghìn tư quân họ tô nguyên bản sĩ khí hạ thấp lúc này bỗng nhiên tăng vọt tiếp đó tô nan dẫn đầu năm nghìn người nhanh chóng xuôi nam nhằm phía cung vua khương đoạt vàng rất nhiều kết quả là tất nhiên nhất là nhân tính cục diện quả nhiên không có ngoài thẩm lãng dự liệu sau khi tô nan chạy ra khỏi tuyệt cảnh cuối cùng lại một lần nữa vào vào địa ngục cung vua khương có vô số vàng nhưng đối với họ tô mà nói đó chính là địa ngục thẩm lãng bày ra địa ngục thiên la địa võng thẩm lãng dẫn đầu đại quân di chuyển với tốc độ không nhanh nhưng lại có thể điều động mấy người cao thủ võ công rất mạnh trên đường thay ngựa lao điên cuồng sớm chạy tới cung vua khương những người này đã chạy tới sớm hai ba ngày với so với tô nang hôm nay arunana là nữ vương cả khương quốc cái vương cung này hiển nhiên cũng là thuộc về nàng mặc dù bản thân nữ vương còn chưa tới thế nhưng thái giám cùng đội ngũ bảo vệ của vương cung cũng đã thuần phục nữ vương nhất là mấy người đại thái giám càng định ra hết thảy phép tắc mỗi ngày nhất định phải kêu 10 lần trở lên thiên thần phù hộ nữ vương của ta. Như vậy phái người tới cung vua Khương làm gì vậy, bôi độc lên vàng khắp hoàng cung ngà, cái này là không thể nào, cung vua Khương tuy rằng không lớn bằng quần thể cung điện Việt quốc, thế nhưng cũng diện tích trăm mẫu trở lên. Trên mặt đất, trên nóc nhà cũng là vàng. Độc trên thế giới này vô cùng hiếm có, muốn quét hết lên toàn bộ cung điện thì có trời mới biết phải hao tốn bao nhiêu độc, hơn nửa người trước đó bôi độc thì chắc chắn thoát không khỏi mắt của tất cả mọi người thế là liền đổi một loại thuyết pháp. không lâu sau, nữ vương liền phải tới hoàng cung chắc phải một lần tổng vệ sinh tường, nóc nhà, dưới đất đương nhiên phải lau dọn sạch sẽ, cái này là rất bình thường. như vậy dùng loại nước gì lau cung điện? hương quốc không là chết rất nhiều người sao? nhất là mấy tháng trước bệnh đậu mùa đại bạo phát, rất nhiều người căn bản không kịp đốt, trực tiếp đào một cái hố lớn ném xác vào. bây giờ những thi thể này đều phân hủy không thể chịu nổi những người thẩm lãng phái đi mang theo mặt nạ phòng độc đặc chế của hắn múc mấy chục thùng nước dưới đáy hố xác chết tiếp đó pha loãng một cái dùng những thứ nước này tới bôi chết ở ngoài lớp vàng của hoàng cung vi rút đậu mùa nhất định không có đã sớm chết rồi nhưng nước này cũng rất bẩn bên trong không biết có bao nhiêu vi sinh vật có bao nhiêu tây quân dù có ăn một chút cũng không đến mức chết nhưng nhất định sẽ tiêu chảy sốt rét còn phải chờ một thời gian vì trên thảo nguyên nước khương có trứng vi trùng sốt rét không chỉ có như thế Vũ Liệt còn bỏ thêm mấy chục cân thạch tính vào cả trăm thùng nước. Đây là tất cả thạch tính mà thẩm lãng cướp được. Dựa theo lượng để chết thì mấy chục cân thạch tính này không đủ hạ độc hơn vạn người. Nhưng thực tế lại không thể tính toán như thế, mấy chục cân thạch tính hòa tan vào mấy nghìn cân nước sẽ bôi ngoài vàng, dù cho nuốt vào miệng cũng chỉ là vi lượng, căn bản không cách nào chí tử, nhưng vẫn có thể trúng độc nhẹ. Làm xong tất cả chuyện này, Vũ Liệt dẫn người rời đi tiếp đó toàn bộ hoàng cung bừng sáng thay mới hoàn toàn, vàng chói. Ngênh đón nhân vật mới đến. Hoa nở hai cành. Lúc này rơi vào trạng thái hân hoan hoàn toàn không thể tin nổi còn có trịnh đà cùng Lương Vĩnh Niên. Hai người này vì tự cứu, dẫn đầu hai vạn năm ngàn đại quân điên cùng hướng phủ hầu tức trấn viễn đánh tới. Vốn tưởng rằng sẽ phải trải qua một trận huyết chiến điên cuồng. Cuối cùng phủ hầu tức trấn viễn hiểm trở thế nào thì đa số người đều biết, tuyệt đối dễ thủ khó công thế nhưng chờ quân đội tiên phong vọt đến bên dưới phủ hầu tước trấn viễn hoàn toàn kinh ngạc sửng sờ toàn bộ thành lũy giống như không có quân phòng thủ hơn nữa bên trong hoàn toàn đại loạn tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày tô nang biến mất toàn bộ dòng chính gia tộc họ tô đều biến mất toàn bộ quân đội đều biến mất trong pháo đài già trẻ lớn bé đương nhiên cũng biết không ổn biết toàn tộc họ tô đều chạy trốn thế là một nhóm người trốn ra thành lũy nhưng phần lớn người vẫn cố hy vọng mà ở bên trong tòa thành. Những người này cảm thấy, thành lũy cuối cùng so với bên ngoài vẫn an toàn hơn. Đối mặt một phủ hầu tức trấn viễn hoàn toàn trống không, phản ứng đầu tiên trịnh đà cùng lương vĩnh niên dĩ nhiên là chạy. Kế không thành, không thành kế thường được gắn với khổng minh trong tiểu thuyết của La Quán Trung. Kỳ thực, kế không thành trong lịch sử xảy ra tại chiến tranh lưu tống Bắc Ngụy thời Nam Bắc Triều. Khi quân Ngụy đuổi theo quân tống đến lịch thành, thái thú tế nam của lưu tống là tiêu thừa chi chỉ có vài trăm quân liệu chừng không thể chống lại đại quân ngụy bèn áp dụng không thành kế cho mở toan cổng thành quân bắc ngụy sợ có phục binh không dám vào thành phương diện này khẳng định có âm mưu lão tặc tô nang đáng sợ đến bực nào mọi người đều biết ông ta sẽ để lại một tòa thành rỗng cho người khác sao bên trong khẳng định có cạm bẫy nhưng cũng không thể bởi vì thành rỗng mà bị hù dọa thế là Trịnh Đà điều động đội cảm tử thăm dò tiếng đánh phủ hầu tước Trấn Viễn, nhưng mà đánh nhẹ nhàng mà thắng, cái này càng hết hồn. Phủ hầu tước Trấn Viễn là một trong những tòa thành khó đánh nhất trong toàn bộ Việt quốc, thậm chí còn khó đánh hơn quận thành Bạch Dạ nhiều lắm. Dưới tình hình bình thường, mấy vạn đại quân không bỏ ra mấy tháng căn bản đánh chẳng xong. Trịnh Đà chỉ phái ra mấy trăm người, không đến một khắc đồng hồ liền đánh xuống đây nhất định có âm mưu, trịnh đà không chạy, nhưng Lương Vĩnh Niên thật sự chạy trốn, trực tiếp rút lui ra mấy dặm. Bởi vì Tô Nang thật lợi hại, lưu cho bọn hắn ấn tượng quá sâu. Trịnh Đà chắc chắn không dám đi vào, quân đội của ông ta cũng không đi vào. Điều động mấy nghìn đội cảm tử trước vào thành lũy điều tra một phen. Ở trong pháo đài to lớn, dò xét hết lần này đến lần khác. Đội cảm tử hồi báo bá tước Trịnh Đà, phủ hầu tước Trấn Viễn thực sự trống rỗng, Tô Nang chạy trốn, mang theo toàn tộc, mang theo mấy nghìn quân đội chạy hết sạch. Trịnh Đà vẫn không có vào tòa thành, mà là phái con trai đi vào trước. Sau mấy canh giờ, con của ông ta đi ra báo cáo, trong phủ hầu tước trấn viễn thật sự không có cảm bẫy, chỉ còn lại một nghìn đàn bà trẻ nhỏ người già mà thôi. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên lúc này mới xác định, lão tặc Tô Nang chạy trốn. Tức khắc, hai người này kính nể vạn phần. Tô Nang chính là Tô Nang, thật là chẳng tầm thường một tòa thành thế này, nói ném liền ném. Ông ta dẫn đầu toàn tộc đi Tây Vực, chẳng khác nào một lần nữa bắt đầu, gây dựng cơ nghiệp lần nữa. Đổi thành những người khác nhất định là không bỏ được. Tô nang rõ ràng quyết đoán hết sức. Hơn cả sự kính nể, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên hân hoan vạn phần. Lúc đầu cho rằng phải trả một cái giá thật là lớn mới có thể đánh phủ hầu tước trấn viễn, thật không ngờ hoàn toàn không cần tốn nhiều sức ha 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 rõ ràng trời phù hộ hai người chúng ta để chúng ta lập được công trạng lớn thẩm lãng cùng trương xung chỉ là giữ được quận thành bạch dạ mà thôi mà hai người chúng ta lại tiêu diệt chủ lực tô nang đoạt được phủ hầu tước trấn viễn công lao so với hai người chúng ta thẩm lãng sao có thể so sánh với công lao này được thằng ngu thẩm lãng này quá xá ngu đi ngươi muốn ngồi trên núi xem hổ đấu ngươi muốn để ta và tô nang lưỡng bại câu thương sau đó tới trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi rõ ràng nằm mơ ai có thể nghĩ đến Tô Nang sẽ buông tha toàn bộ tòa thành, để hai người chúng ta dễ dàng đánh chiếm phủ hầu tước trấn viễn, đại công diệt họ Tô, và phản loạn Tô Nang, tất cả về hai người chúng ta. Thẩm lãng lúc trước nói một câu gì ấy gì? Tô Nang diệu kế an thiên hạ, tiền mất tật mang, bây giờ dùng ở trên người của hắn chính thức thích hợp. Cũng không phải sao? Đại quân nước ngô tiến đánh thành nộ triều, gia tộc họ Kim hủy diệt đã thành kết cục đã định, Kim Mộc Lan cũng sẽ bị phế bỏ võ công đưa đến trên giường thái tử, bây giờ đại công diệt tô thuộc về chúng ta, thẩm lãng này mới là tiền mất tật mang. Hắn còn tự xưng là thông minh, không biết mình chẳng qua là thằng hề, có bản lĩnh, hắn đi giết tô nang, cầm đầu tô nang, như thế đại công diệt tô mới thuộc về hắn. Nhưng tô nang đã sớm chạy xa, nói không chừng lúc này đã chạy tới Tây Vực. Ha ha ha, trong nước hương. Giá, giá, tô nang dẫn đầu 5.000 đại quân ngừng Tây Tiến, ngược lại xuôi nam, lao điên cùng về cung vua Khương. Khoảng cách hoàng cung còn có mười mấy dặm, tất cả mọi người trốn sạch. Tất cả thái giám, thủ vệ cả hoàng cung đều chạy hết. Không chạy lẽ nào chờ chết à, không chỉ có người trong hoàng cung chạy sạch, ngay cả những bộ lạc ngoài hoàng cung cũng đều chạy trốn. Cách hai trăm dặm chỉ cần chạy từ sáng đến tối liền tới. Năm nghìn đại quân Tô Nang dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ cung vua Khương, lúc còn ở trên ngựa. Tô Nang hạ lệnh phái ra 100 tên trinh sát, chặn bốn phương hướng đông tây nam bắc, bảo đảm trong vòng trăm dặm vuông, bất luận gió thổi cỏ lay gì, đều phải rõ như lòng bàn tay. Vâng, 100 tên trinh sát lao điên cuồng ra. Tiếp đó Tô Nang hạ lệnh một nửa quân đội xuống ngựa đi cắt vàng, tốc độ phải nhanh, tất cả mọi người không được tàn tư, vàng cắt đi phải nộp toàn bộ, tiếp đó thống nhất tiến hành phân phối, một nửa quân đội kia, bố phòng tại chỗ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, mệnh lệnh Tô Nang mới vừa truyền xuống hoàn tất, hơn 4.000 người hưng phấn hét lại. Vâng, tiếp đó, hơn 2.000 võ sĩ rút ra đao sắc bén nhằm phía cung vua Khương. Hành động này thật giống mấy tên đồ tể đang mài dao soàn soạt đi về phía dây bò. 2.000 tên võ sĩ khác bắt đầu xây dựng phòng tuyến đơn giản, bố phòng tại chỗ. Cắt vàng, thật là làm cho người ta hưng phấn, thu hoạch thì luôn luôn mừng rỡ. Cho dù là thu hoạch lương thực, hoa quả, cũng có thể mang đến vui sướng vô cùng. Huống chi là vàng mà, cái hai ngàn người này, mỗi người đi ra khắp ngõ ngách, bắt đầu dùng dao nhỏ cắt vàng. Bởi vì vàng càng mềm hơn so với sắt. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Hai cái canh giờ trôi qua. Thu hoạch vàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng hai nghìn võ sĩ này phát hiện, hành động này chẳng hề sung sướng như trong tưởng tượng của chính họ. Bởi vì hoàng kim này là được mạ lên. Toàn bộ nóc nhà, mặt đất, thậm chí có mất mặt tường cũng là vàng tính tổng diện tích những nơi mạ vàng thép vàng có mấy chục vạn mét vuông nói cách khác mỗi người phải cắt bỏ tích mấy trăm mét vuông diện hơn nữa cái thứ thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ số lượng cũng quả thực vĩ đại có chừng mười mấy vạn cân trở lên thế nhưng lại dàn trải mấy chục vạn mét vuông thực sự chỉ có một lớp mỏng thôi vàng tuy rằng mềm nhưng cũng chỉ là tương đối hơn nữa tường cùng tảng đá cứng lắm cắt bỏ một mảnh nhỏ cũng không dễ dàng chẳng bao lâu những con dao đã cùng sau khi cắt ba giờ hai ngàn người này thực sự không chịu nổi ngồi xổng quá lâu đã khó chịu mệt mỏi hơn nữa phải làm việc với độ sáng chói mắt quá cao đây là mùa hè mặt trời phơi nắng gắt mồ hôi đầm đìa thế là tô nang hạ lệnh hai đội quân đội người cắt vàng đi bố phòng người bố phòng đi cắt vàng tức khắc tất cả đều vui vẻ cứ như vậy cắt vàng từ ba ngày đến nửa đêm vô số người đều oán giận vua Khương A Găng. Cái tay bệnh tâm thần, giành được vàng không nên hòa tan tiếp đó mà lên trên vương cung, chẳng lẽ ngươi không đúc thành từng khối vàng chờ bọn ta dọn sạch sao? Như vậy vừa nhanh vừa sảng khoái nữa. Chuyện cắt vàng này rõ ràng khổ cực. Phải cắt đến ngày tháng năm nào hả, khi màn đêm buông xuống, Tô Nang có vẻ càng hồi hộp, ông ta thậm chí nhảy lên chỗ cao nhất trên hoàng cung mà nhìn xung quanh, vẫn tai lắng nghe, có quân địch hay không? Vẫn không có, Tiếp đó, Tô Nang bước chậm ở trong cái hoàng cung này. Cắt vàng đã càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sắp xếp thành một núi nhỏ. Bên cạnh có một cái bếp lò đã nổi lửa, thứ được cắt cũng là vàng lá, hòa tan toàn bộ, biến thành từng thỏi vàng 10 cân. Tô Nang cầm lấy một thỏi vàng, ở phía dưới ánh lửa, có vẻ ánh vàng rực rỡ càng khiến cho người ta say mê. Chủ công, số lượng vàng so với trong tưởng tượng chúng ta còn nhiều hơn, đổi sau đó hẳn là vượt qua 200 vạn lượng vàng. Có đám vàng này, chủ công đi Tây Vực có thể đứng vững gót chân rất nhanh sẽ chiếm được chức tổng đốc hành tỉnh, không dùng được mấy năm gia tộc họ tô chúng ta có thể đủ một lần nữa thịnh vượng phát đạt. Chờ khi Việt quốc đại loạn, chúng ta sẽ giết bằng được, đoạt lại thuộc về chúng ta Giang Sơn. Đồng thời đem thẩm lãng, đem gia tộc họ kim chém giết sạch sẽ, chém giết sạch sẽ, chủ công vạn tuế, họ tô vạn tuế, trình độ nào đó, vàng quả nhiên là vạn năng cái này còn chưa tới tây vực mà, nhìn thấy vô số vàng, cũng đã khiến cho sĩ khí tăng vọt. Vào nửa đêm, các vàng vẫn tiếp tục. Tô Nan tuần tra chung quanh, thân thiết với mỗi một sĩ binh. Cẩn thận một chút. Không nên rớt xuống. Không nên để đút quá gần, cẩn thận cháy tóc của mình. Trò vặt thu mua lòng người, Tô Nan vẫn am hiểu vô cùng, bảo đảm mỗi người cũng cảm thấy chủ công quan tâm bọn họ. Rất nhiều người cắt vàng xong, phản ứng đầu tiên là cắn thử cái này là khó tránh khỏi bởi vì vàng mềm tô nang thức giọng ôn hòa vàng này được phơi gió nắng bên ngoài cũng không sạch đừng có nuốt mấy thứ bẩn vào bụng thế nhưng lại cũng không có ngăn cản những chi tiết này nguyên nhân căn bản là không cản được rất nhiều người sau khi cậy vàng lại dùng tay cầm bánh nướng bỏ vào miệng đám người vũ liệt đã chà trên vàng nước bẩn từ xác chết bên trong không biết có bao nhiêu vi khuẩn hơn nữa còn bổ sung mấy chục cân thạch tính, dẫu có hơi thấp. Nhưng phàm là người đã chạm đến vàng, đều miễn cưỡng nuốt không nhiều cũng ít vào bụng. Lượng công việc cắt vàng thật sự là quá lớn. Đại quân của Tô Nang ở cung vua Khương dừng lại mất mấy ngày. Dù cho như thế, vẫn không thể cung vua Khương vàng vẫn không có cắt bỏ hết. Dù cho như thế, số vàng cắt được cũng có chừng 15 vạn cân, đã vượt qua 200 vạn lượng vàng. Dầu to rồi, cũng đủ gia tộc họ tô ở Tây Vực nhanh chóng Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa trong vòng trăm dặm vuông, cũng vẫn không có xuất hiện bất kỳ quân địch. Toàn quân của họ tô cũng dần dần an tâm lại. Thế nhưng có một chút lo lắng. Bởi vì trong quân họ tô dần dần có người tiêu chảy. Kỳ thực bắt đầu từ nửa đêm đầu tiên. Chỉ bất quá mọi người ngay từ đầu còn không có để ý, cuối cùng tại cái chỗ vùng hoang vu giả ngoại, hơn nữa còn là nắng hè chó chang, người có bị tiêu chảy cũng bình thường. Thế nhưng số binh sĩ bị Tào Tháo rượt càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tiêu chảy càng ngày càng lợi hại. Đây còn chưa tính đến sốt rét đang trong thời kỳ ủ bệnh đang chực chờ bùng phát. Đây mới chỉ là vi khuẩn và virus khác cùng phát tác mà thôi. Cuối cùng có một ngày. Quân đội họ tô nên đón bùng nổ dịch bệnh. Rất nhiều võ sĩ họ tô bị bệnh, rõ ràng là nắng hè chó chang lại lạnh đến rung lẫy bẫy thế nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao đến mức dọa người. Tình trạng tiêu chảy càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy chục người, mấy trăm người, cuối cùng phần lớn binh sĩ, cũng bắt đầu thượng thổ hạ tả. Cuối cùng thậm chí tiêu ra máu. Nhìn một màn này, cả người tô nan rét rung, không xong, vàng này không sạch sẽ, phía ngoài chắc chắn bị bôi thứ gì. Kế sách của ai vậy, nhất định là thẩm lãng, nhất định là thẩm lãng, cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất nếu như thẩm lãng đã động tay chân trên đống vàng ở cung vua khương có nghĩa hắn đã tính toán ra đại quân của họ tô sẽ đến cung vua khương điều này có nghĩa đại quân khương quốc đã không xa không tốt không tốt đại quân của thẩm lãng sắp đến đây sẽ có bao nhiêu người một vạn kỵ binh không hơn nhiều arunana đã trở thành vị vua mới của nước khương chỗ nàng đến kỵ binh bộ lạc sẽ theo như vậy đám kỵ binh khương quốc cập tới sẽ trên hai vạn tô na nhìn sang đám binh sĩ đang lăn lộn tiêu chảy đầy đất những người này toàn thân như nhũn ra, làm sao sức lực chiến đấu. Sợ rằng không đến mấy người xung phong, cũng đã bị diệt. Tô Nan hối hận đến cơ hồ hộc máu. Thấy lợi tối mắt, thấy lợi tối mắt, tại sao vậy kia chứ, ta biết rất rõ ràng phải đi về phía Tây, tuyệt đối không thể bị bất kỳ vật gì thu hút để lỡ, cho dù là 200 vạn lượng vàng. Vì sao ta còn là nổi lên lòng tham, dưới cổ họng của Tô Nan phát sinh từng đợt gào thét ông ta ra sức vỗ vào đầu của mình. Thẩm lãng người này thật độc, thật độc, tuy rằng đắc ý vên váo một hai ngày, nhưng vẫn rất nhanh đã tỉnh ngộ lại, ở cung vua Khương bày ra cạm bẫy. Ta biết rất rõ ràng người này độc ác, biết rất rõ ràng hắn đoán đúng hoàn toàn, vì sao còn phạm sai lầm, tô dông rung rẩy nói chủ công, đại quân thẩm lãng dù cho đuổi theo, tốc độ cũng không nhanh, bởi vì phía sau chúng ta vài trăm dặm cũng không có phát hiện nhiều quân đội, nếu như có, những bố trí kia chắc đã làm từ trước bọn họ chí ít còn có mấy ngày mới có thể đuổi theo, chúng ta còn có thể chạy thoát. Tô Trạng nói không, bây giờ lập tức ngừng cắt vàng, tất cả mọi người vội vàng lên ngựa bỏ chạy, đi, 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 Tô Nang ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người bất kể có bệnh hay không, toàn bộ phóng người lên ngựa. Số vàng còn sót lại cũng không kịp cắt, mang theo vàng đã tới tay, 5.000 người hướng phía tây lao điên cùng, đoạn đường này lao điên cùng, trên đường mùi hôi tận trời, những người bị dí tiêu chảy ở trên lưng ngựa càng ngày càng nhiều. Tô Nang thoát khỏi cung vua Khương, đã hai ngày, mặc dù đây là đại thảo nguyên, vùng đất bằng phẳng, nhưng thời gian hai ngày này vẫn chạy không đến 200 dặm. Quân đội bệnh quá nghiêm trọng, trong quân của Tô Nang, số người bị bệnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng có chừng một nửa người bị bệnh. Tiếp đó trinh sát truyền đến tin tức đáng sợ, phát hiện vô số kỵ binh Khương quốc, từ phía nam tấn công, không phải từ phía sau, mà là từ phía nam. Tô Nang toàn thân run rẩy, quả nhiên, thẩm lãng quả nhiên lượng quanh hướng nam đến truy sát. Lúc này quân đội của ông đã toàn bộ ngã bệnh, giờ còn đánh như thế nào được, Tô trảng ra sức tác tác vào mặt mình, quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu nói chủ công, đều là do ta sai, do ta sai cả, nếu như ta không nổi lên lòng tham. Nếu như ta không đề cập đến vụ vàng này, cũng không có tai họa ngày hôm nay, Tô Dông càng là dập đầu chảy máu, bởi vì chuyện cung vua Khương có vàng là do ông ta đề cập trước tiên. Tô Nan đầu đau như búa bổ. Thế nhưng, ông ta một lần nữa trở về trạng thái bình tĩnh tuyệt đối. Lại một lần nữa, gia tộc họ Tô lại một lần nữa chạm phải tai họa ngập đầu. Phải làm gì, phải làm sao, Tô Nan, nếu cửa ải này không qua được, gia tộc họ Tô liền phải diệt vong, tham lam hại ta. Thấy lợi tối mắt, ta phải làm gì? Gia tộc họ Tô không thể cứ như vậy diệt vong, nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Tô Trạng nói chủ công hãy mang theo mấy trăm người dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía tây vực, ta ở lại cảng phía sau, họa này do chính ta gây ra, phải do ta chết để đền bù sai lầm. Tô Dông nói chủ công, ta cũng lưu lại cảng phía sau, người hãy mang theo thiếu chủ đi nhanh lên, đi nhanh lên, Tô Nang lắc đầu nói không, không. Thẩm lãng ở phía tây phải có phục binh, hắn hẳn là đoán ra ta muốn đi tây vực, chúng ta ở cung vua Khương làm trễ nải chừng mấy ngày, hắn chắc chắn điều động tinh nhuệ kỵ binh đến trước mặt chúng ta, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới tô nan vô cùng bình tĩnh nói tô dông ngươi nguyện ý vì ta mà chết à tô dông dập đầu nói lão nô sẵn lòng lão nô sẵn lòng tô nan nói ngươi mặc vào áo choàng của ta giơ cờ của ta tiếp tục đi về phía tây tiếp tục đi phía trước thu hút quân chủ lực của thẩm lãng từ nước khương mú đến tây vực phải qua một khe núi đây là con đường duy nhất thẩm lãng nhất định sẽ chỗ này bố trí mai phục ngươi đi làm miếng mồi này mà ta mang theo mấy trăm người lặng lẽ hướng bắc, Tô Dông nói hướng bắc, đi nước sở, Tô Nang nói không, chẳng qua là mượn đường nước sở, đi tây vực, Tô Dông dập đầu nói vâng, theo lời chủ công, Tô Nang vỗ vỗ bờ vai của Tô Dông rồi nói Tô Dông, khó khăn cho ngươi, Tô Dông khóc thúc thiếp nói, có thể chủ trì công mà chết, là lão nô phúc phận, một khắc đồng hồ sau đó, Tô Dông cải trang thành Tô Nang, dẫn đầu mấy nghìn quân đội họ Tô, lao điên cuồng về phía tây, thu hút kỵ binh Khương Quốc Truy mà Tô Nang cải trang bộ dáng của võ sĩ bình thường, mang theo mấy trăm tên tâm phúc, mang theo một bộ phận vàng, mượn bóng đêm lao điên cuồng lên phía bắc, Tô Nang đủ ác, lại một lần nữa chặt tay cầu sinh, nửa ngày sau, mấy trăm người dòng chính gia gia tộc họ Tô hướng phía bắc không ngừng lao điên cuồng. Hoàn toàn không tiếc sức ngựa, sau mấy canh giờ lao điên cuồng ra hơn 100 dặm. Hẳn là đào thoát được. Tô Dung dẫn mấy nghìn người phi về phía tây, nhìn qua mới như là chủ lực lúc này đây cục tay cầu sinh cũng đủ lừa gạt thẩm lãng đi lên bắt mượn đường nước sở tiến vào tây vực mặc dù sẽ nhiều thêm mấy ngàn dặm đường tuy rằng tổn thất mấy nghìn người vậy bằng mượn mấy trăm người bằng vào đa số vàng cũng còn là có thể đông sơn tái khởi đi gia tộc họ tô chúng ta tuyệt đối sẽ không diệt vong tuyệt đối sẽ không tô nang ta đây có chính cái mạng nếu thẩm lãng nếu giết ta tuyệt đối không có khả năng tuyệt đối không được, chỉ cần để ta sống sót. Gia tộc họ tô chúng ta là có thể lại một lần nữa cuộc khởi. Sẽ có một ngày, ta còn có thể giết trở về Việt quốc, thành lập vương triều thuộc về gia tộc họ tô. Sẽ có một ngày, ta còn là có thể chém giết sạch sẽ gia tộc họ kim, bầm thay thẩm lãng nhà ngươi thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, nhưng mà, nhưng vào lúc này, không khí truyền đến một tiếng nói vang vẳng. Tô nang cử cử, chạy trốn vội vã như vậy làm cái gì, đây là muốn lên bắt nước sở, đi đường vòng tiến vào Tây Vượt Gà. Trong nháy mắt, Tô Nang vốn cải trang thành võ sĩ phổ thông bị chấn động mạnh một cái. Cả người gần như hồn phi phách tán. Không thể tin nổi nhìn tất cả chuyện này. Tiếp đó, từ trong bóng tối, mấy nghìn võ sĩ xuất hiện, bắt đầu vây kính thật nhanh. Mấy trăm người của Tô Nang chạy quá nhanh nên đã không kịp phái ra trinh sát dò đường trước. Tô Nang cử cử, cháu đã ở đây chờ cử cử lâu lắm đó cháu đã đoán sớm cửu cửu sẽ lại kim thiền thoát xác cửu cửu chắc chắn để cho người ta giả trang biến thành mình dẫn đại quân chủ lực họ tô lao về phía tây che giấu tai mắt người hơn nữa lại mang theo rất ít người lặng lẽ lên bắc đủ gian manh nhé sau một lát mấy nghìn tên võ sĩ bao vây cung quanh mấy trăm người tô nang gần như tất cả dòng chính của gia tộc họ tô đều ở nơi này thẩm lãng thản nhiên nói tô nang cửu cửu họ tô hôm nay liền hoàn toàn diệt tộc chết thẩm lãng ra lệnh một tiếng tức khắc mấy nghìn tên võ sĩ dương cung nỏ bắn điên cuồng, phút 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 mấy trăm người của gia tộc họ tô đều ngã xuống đất, máu tươi văng tung tóe như bão táp. tâm sự của bánh vì cái phần này bánh tách ra một chương riêng nhưng trini theo chế độ thu phí và đánh số tự động nên mèo pos cả vào đây. trong này có nhắc đến chuyện gấp đôi vé tháng là sự kiện Kydian khuyến mãi nạp tiền vào đầu năm mới, kiểu như cùng một số tiền mà có thể mua được gấp đôi. đây cũng coi như hình thức thưởng cho các tác giả. Ba chương hai vạn hai viết điên rồi. Nhưng tốt vé tháng lại thêm điền hôm nay ba chương hai vạn hai. Ngày hôm nay nguyên đáng. Ta tầm viết mười mấy tiếng đồng hồ. Trừ đi toilet sẽ không có rời khỏi máy vi tính. Hình như là ta update được nhiều nhất từ sáng đến tối. Rõ ràng viết điên rồi. Thế nhưng tốt vé tháng tháng này cũng điên rồi. Dựa theo số phiếu chúng ta hôm nay, tháng trước có thể đi vào tốt mười. Mà cái tháng này lại chỉ có thể hạng hai mươi. Tốt tiêu thụ cũng điên rồi quyển sách này đi tới mỗi ngày ngày tiêu đều hơn một vạn, đều xếp hạng tốt 10. Hai ngày này ngày tiêu càng nhiều hơn một chút, kết quả lại rơi ra tốt 10. Quá trời sách lên hạng bạc, quả thực để ta rung lẩy bẫy, tốt vé tháng điên thế này, tốt tiêu thụ điên thế này. Đơn giản là muốn cho ta đây chờ vùi đầu gõ chữ cây đắng đến bước đường cùng, hu hu hu, các huynh đệ còn vé tháng hay không, gần đây 7 ngày cũng là gấp đôi. Ta đau quá đáp bồ vé tháng, quá thảm thiết, các huynh đệ kéo ta một cái. Ta vang đấy, vang đấy, cảm ơn chảy nước mắt, lại một lần nữa chúc các huynh đệ năm mới hạnh phúc, tô nan xốc áo choàng lên. Đây là thẩm lãng lần đầu tiên nhìn thấy mặt mũi thực của ông ta. Lúc trước nhìn thấy ông ta cũng là lúc giả già. Nhưng bây giờ, ông ta cũng chẳng có vẻ trẻ trung gì, trên mặt cũng xuất hiện nét già nua, khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn. Không chỉ có như thế, tóc của ông ta cũng chẳng phải đen thui mà đã hoa râm. Kiếm vương Lý Thiên Thu nhìn hắn một cái, thoáng kinh ngạc. Ngắn ngủi một hai tháng không gặp, Tô Nang này lại thay đổi một bộ dáng, giờ còn già thêm hơn 10 tuổi. Lần trước lúc ông ta ở quan dịch phía tây quận Lan ám sát Tô Nang, đối phương trẻ trung ta sao, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí thế tận trời thế nào. Mà hôm nay, ông ta lại sa sút tinh thần đến thế ư, mấy nghìn tên võ sĩ thẩm lãng bắn loạn tiễn, Tô Trảng cùng Tam Nhãn tà ta lập tức xông lên, bảo hộ bên người Tô Nang cùng Tô Kiếm Trường tam nhãn tà vẫn mang giáp đen, trên trán vẽ một con mắt. Lúc này bên người tô Nang chỉ còn lại hai dòng chính mạnh mẽ thôi. Chủ công, chúng ta che lại, ngài hãy thoát đi. Đúng, huynh trưởng à, chúng ta che cho, hãy thoát đi. Chúng ta còn có sức đánh một trận. Tam nhãn tà cùng tô trảng chợt rút kiếm, hét lớn tất cả mọi người rút đao ra kiếm, giết ra khỏi trùng vây. Vì chủ công chết, mà tô thị gia tộc mà chết, tiếp đó còn dư lại mấy trăm tên võ sĩ chợt rút kiếm, tạo ra hình dạng một thanh kiếm khổng lồ gai trong tu tủa. Dừng tay, tô nang rống to một tiếng. Tức khắc, tô trảng cùng tam nhãn tà tạm dừng xung phong. Tô nang nhìn phía thẩm lãng nói thẩm lãng, thật không ngờ, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ngươi. Ha tô nang phun ra một mụn trọc khí. Một cái tính cách xấu xa cũng đủ hủy diệt con người khi còn sống. Tô nang nói con người của ta bị hủy chỉ do lòng tham, Cục diện trong tay rõ ràng tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Lúc trước nếu không vì tham lam, muốn lấy vàng trong tay bọn bạo dân, chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn danh chính ngôn thuận bắt quận thành Bạch Dạ, muốn một mũi tên ba con chim, các ngươi ngay cả cuộc chiến quận thành Bạch Dạ đều không có đánh. Lời này không sai. Có vài người nắm một lá bài siêu tốt, rõ ràng có thể thắng, thế nhưng nếu muốn đánh thắng, thăng cấp phải thêm 300 điểm, đấu địa chủ phải nỗ lực 16 lần kết quả chẳng những không thắng lên ngược lại thua lúc này đây cũng là bởi vì lòng tham muốn vàng trong cung vua khương đây mới là chuyện đưa đẩy đến nguy cơ diệt tộc tô nang chảy nước mắt tô trảng trống to huynh trưởng đừng nói nữa đừng nói nữa đều do đệ do đệ rõ ràng huynh trưởng không muốn vàng mà định trực tiếp đi tây vực tô nang lắc đầu nói không xét đến cùng là bởi vì ta cũng muốn số vàng này tô nang ta đây tự phụ thông minh tuyệt đỉnh không thua gì anh hùng thiên hạ. Tô Nang thở dài nói cái thứ anh hùng thiên hạ này sao mà nhiều đến thế. Ngô Vương, Việt Vương, Sung Nghiêu, Biện Tiêu, Ninh Dực, Ninh Kỳ, Trương Sung, Tiết Triệt, Yến Nang Phi, Diêm Ách, đương nhiên còn có một vua căn đại anh hùng siêu cấp, sắp lật đổ nửa thế giới. Thẩm Lãng nói Tô Nang, trước khi chết mà ngài còn bình luận cho anh hùng thiên hạ à, Tô Nang nói Thẩm Lãng, ngươi biết trong những người này ta coi trọng nhất là ai chăng? Thẩm Lãng nói nguyện nghe chi tiết. Tô Nang nói vua căng, các ngươi chờ xem, có lẽ có ngày hắn sẽ mang tất cả toàn bộ phía nam, một tay nắm giữ thế giới văn minh, một tay nắm giữ vũ lực mang tộc, hắn sẽ trở thành một đời chúa tể mới. Thẩm lãng nói tô công, nếu như ngài muốn phê bình anh hùng thiên hạ, vậy hãy bình luận một cái về ta đi. Tô Nang ngó thẩm lãng một cái nói thẩm lãng ngươi thông minh tuyệt đỉnh, trí gần như yêu, những ai đối địch với ngươi đều phải tuyệt vọng. Thế nhưng ngươi biết khuyết điểm của ngươi là cái gì không? thẩm lãng hỏi xin chỉ giáo. Tô nan nói ngươi ngạo mạn, ngươi quá ngạo mạn. Một triệu lượng và ngươi không thèm để trong mắt, quan to lộc hậu ngươi cũng không để vào mắt, thiên hạ vạn dân ngươi cũng không có để vào mắt, nói bẫy chết liền bẫy chết. Con mắt của ngươi là mọc ở trên trời, trừ những người bên cạnh ngươi ra, thiên hạ đều là chó lợn, cao cao tại thượng cỡ nào vậy? Thẩm lãng nghi ngờ nói có à, Tô nan nói mắt mọc trên trời, xem người ta như chó lợn, trừ trả thù ra, vô dục vô cầu người như người gặp nhiều thua thiệt, nói không chừng có một ngày ngươi cũng sẽ chết ở phía trên." Thẩm Lãng cười khinh thường. "Tô Nàng nói cuối cùng ta cũng muốn hỏi một câu, cái phong mật thư mà phụ thân Tô Tiễn viết cho gia tộc họ Kim, kim trác đến cùng có đốt hay không?" Thẩm Lãng nói đốt, "nhưng mà ta có phục chế mấy phần, đương nhiên cũng không xài, đồ chơi kia tác dụng không lớn." "Quả nhiên đốt, đáng lý ta nên tin tưởng nhân phẩm kim trác." Tô Nàng nói lúc đó ta được mật báo, nói gia tộc họ Kim không đốt phong mật thư này. Ta không tin, thế nhưng đối phương đã thuộc lại hoàn chỉnh nội dung mật thư, nội dung chính xác không có lầm. Thẩm lãng nói không phải hội ẩn nguyên, chính là họ tiếc, bởi vì năm đó bá tước Kim Vũ xem hai nhà này trở thành minh hữu tuyệt đối. Hết thảy đều không quan trọng, đều không quan trọng. Tô Nang lại thở dài thậm thược, tiếp tục vạn mạnh trường thương. Trong phút chốc, Tô Nang uy phong lẫm lẫm ở kinh thành kia dường như lại trở về mặc dù trên mặt có nếp nhăn, mặc dù tóc đã trắng phau, nhưng tô nang khí phách tận trời, lại giống như đã về. kiếm vương lý thiên thu, lần trước ngươi ám sát ta không có thể đắc thủ, bị khí thế của ta chấn nhiếp, chắc chắn vô cùng không an lòng đi. tô nang hét lớn lúc này đây, tái chiến một lần thế nào? kiếm vương lý thiên thu, ngươi ta sẽ quyết một trận tử chiến, thế nào? kiếm vương lý thiên thu nhìn chăm chú tô nang một lúc lâu nói võ công cùng khí thế của ngươi đều thoái hóa rất nhiều ha 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 tô nang nói võ công như là tửu lượng khí thế như hồng đương nhiên cao lúc như là chó chết chủ dĩ nhiên là sa súc tinh thần đến tô nang rống to một tiếng chợt thúc giục chiến mã hướng kiếm vương lý thiên thu điên cuồng xung phong điên cuồng tăng nhanh à, trong miệng vẫn gào vang như sấm dội thế nhưng vẫn không thốt lên câu nói kinh điển kia lý thiên thu ngươi tìm đường chết cà những lời này Tô Nang đã không kêu được. Cái tiếng ea trong miệng ông ta cũng tràn đầy quyết tuyệt bi tráng. Giết, Tô Nang chợt hướng kiếm vương Lý Thiên Thu đâm tới một nhát thương động trời. Kiếm vương vung một kiếm nhẹ nhàng, hai cái bóng dáng trong nháy mắt đang xen lẫn nhau. Ken, trong nháy mắt, trường thương trong tay Tô Nang trực tiếp bị đánh gãy của ông ta xuất hiện một đường vết máu. Hai, hai, hai Tô Nang thở dốc khó khăn, thế nhưng mỗi một ngụm thở dốc, phun ra ngoài cũng là máu bọt ngũ tạng lục phủ của ông ta đã bị lợi kiếm của lý thiên thu cắt ra một khe hở to lớn sống không lâu quyết đấu kết thúc tô nang quay đầu ngựa lại một lần nữa về tới bên trong vòng vây lúc này cả người ông ta đã còng xuống cũng nữa không thể đứng thẳng máu tươi ngay mực không ngừng tuôn ra máu tươi khóe miệng không ngừng tuôn ra thẩm lãng ngươi sẽ không bỏ qua bất cứ người nào của nhà ta phải không tô nang nói thẩm lãng gật đầu Tô Nang hỏi nghe nói ngươi cho ngủ xa phanh thay Tô Kiếm Ngạn, Thẩm Lãng gật đầu. Tô Nang nói con trai Tô Kiếm Trường của ta 18 tuổi cũng không thể sống, Thẩm Lãng lắc đầu. Tô Nang nói nói muốn giết ta cả nhà, liền thực sự giết cả nhà, thật ác độc. Vậy, vậy được rồi, Tô Nang đi tới trước mặt con trai của mình Tô Kiếm Trường. Đứa con trai này còn quá trẻ, vô cùng thông minh, hơi bạ đâu nói đấy, nhưng quả thực vô cùng xuất sắc, nếu Tô Kiếm Đình đã chết Cả vốn có thể kế thừa gia tộc đại nghiệp. Gã là hy vọng, hy vọng của gia tộc, xin lỗi, vi phụ không có cách nào xem con lớn lên. Tô nang đưa tay vuốt ve khuôn mặt con trai tô kiếm trường, tiếp đó chợt một kiếm, đâm xuyên qua trái tim con trai. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, tức khắc, thân thể thẩm lãng rung lên bần bật. Tô nang tiếp tục lẩm bẩm. Kế hoạch bá nghiệp lớn đã công giả tràng, công giả tràng, mấy trăm năm cơ nghiệp của họ tô chúng ta, hoàn toàn kết thúc quả đáng tiếc tô nan đi tới trước mặt em trai tô trảng vương nắm tay đấm đá lồng ngực của ông ta xin lỗi đệ đệ dũng tướng như đệ từ đầu đến cuối chả sai là ca ca vô dụng không có thể mang theo các ngươi suốt đầu tô trảng rơi lệ ra sức lắc đầu nhưng không cách nào thốt nên lời tiếp đó tô nan lại chợt một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của em trai tô trảng đại tướng tô trảng đột tử trước khi chết không có một tiếng keo thảm không có làm ra một chút phản kháng trăm năm cơ nghiệp tan thành mây khói tô nang vừa ho khan vừa phun máu vừa lầm bầm lầu bầu nhưng mà chuyện này cũng chẳng sao người thắng làm vua người thua làm giặc rất công bình tô nang đi tới trước mặt tam nhãn tà ngươi vốn là dân chạy nạn của càng quốc lớn lên từ trong nhà ta cả đời cũng không thể lộ diện khổ cho ngươi khổ cho ngươi mã tặc tam nhãn tà toàn thân run rẩy lại không có khóc thành tiếng chủ công tô nang chật một kiếm đâm xuyên qua trái tim tam nhãn tà tam nhãn tà trong miệng kêu một lần chủ công nữa tiếp đó nhắm mắt mà chết tiếp đó tô nang đi tới trước mặt vợ cả người đàn bà này trực tiếp khóc lên tại sao phải đến nước này phu quân tại sao phải đến nước này người đàn bà đó gào khóc việc buôn bán đương nhiên phải có phá sản làm phản thất bại, đương nhiên cả nhà phải chết hết. Tô nang một kiếm, đâm thủng lồng ngực của vợ mình. Người đàn bà duyên dáng sang trọng kia, chết thảm tại chỗ. Tiếp tục, tô nang xuất kiếm như là ti chớp. giết sạch toàn bộ hơn 100 thành viên dòng chính. Đến tận đây, gia tộc họ tô hoàn toàn diệt tộc, nhổ cỏ nhổ tận gốc, chẳng qua là tô nan tự mình động thủ, từng bước từng bước giết sạch. Mấy trăm năm gia tộc họ tô, tiêu tan thành mây khói, tan thành mây khói tô Nang nhếch miệng cười thẩm lãng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay chớ để để cho gia tộc họ kim của ngươi đi theo con đường này thẩm lãng nói cảm ơn tô công giáo hứng. tô Nang nói thẩm lãng bây giờ thù hận hai nhà chúng ta đã giải quyết xong chưa thẩm lãng nói thiếu chút xíu nữa sẽ phải kết liễu hiểu ta hiểu tô Nang nói thẩm lãng ngươi văn tài tốt thơ tuyệt đỉnh nhìn thấy thảm cục họ tô chúng ta ngươi có thể là một bài thơ hay không hai câu là được Thẩm lãng nhớ lại một hồi nói nộ gian cuồn cuộn chảy về đông, bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng. Tô nang kinh ngạc hay thế sao? Thật sự là thật tốt quá, thơ hay kinh điển hiếm có, thảo nào ninh nguyên hiến thích ngươi, ngươi quá tinh xảo, lúc này mới hóa thần kỳ. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết đi, không biết có bao nhiêu gia tộc hiển hách tan thành mây khói. Hôm nay gia tộc họ tô chúng ta hủy diệt đặt ở năm nay đến xem, tuy chấn động, nhưng đặt ở trong trăm năm lịch sử, nhưng lại không đáng giá nhắc tới, đặt ở sử ngàn lịch vạn niên, quả thực như là muối bỏ biển. Đều nói anh hùng như những vì sao, nhưng sao trên trời nhiều đến thế, ngày hôm nay chết một ngôi, ngày mai chết một ngôi, nào có ai phát hiện, tô nang không mặc mũi nào gặp mặt liệt tổ liệt tông. Tô nang không mặc mũi nào gặp liệt tổ liệt tông, thẩm lãng, thù hận ân oán giữa hai nhà chúng ta, chấm dứt, tiếp đó, tô nang giơ lên hai bàn tay, chật vỗ vào đâu mình. Rầm, trong nháy mắt cái đầu tinh trí đẹp đẽ của ông ta nổ tung như quả dưa hấu tô nang chết thảm giống như theo như lời hắn không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông cho nên khuôn mặt cùng đầu đều trực tiếp nổ tung còn dư lại mấy trăm tên gia tộc võ sĩ họ tô ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này bọn họ trông về phía thẩm lãng một cái ý kia khá rõ ràng là các ngươi tới đưa tiễn hay tự chúng ta đi thẩm lãng nói chính các ngươi tự đi tiếp đó còn lại mấy trăm tên võ sĩ đặt kiếm ngang cổ, trạch ngang một cái. Toàn bộ tự sát, cùng lúc đó, phía tây tô dông, mặc quần áo tô nang, dơ cờ tô nang, mang theo mấy nghìn người xông về sơn cốc đến tây vực, ông ta đã nhìn thấy. Toàn bộ thung lũng, chi chiếc cũng là phục binh, hơn nữa trên cao nhìn xuống, tô dông lệ nóng danh trồng. Dết, 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 gia tộc họ tô, vĩnh viễn không diệt, chủ công bất hủ, họ tô mấy nghìn tàn quân, chợt hướng thung lũng phóng đi tức khắc, vạn mũi tên hợp kim phát ra. Vô số tảng đá trên núi lăng long lóc xuống. Ngắn mũi nửa canh giờ, Tô Dông xuất lĩnh mấy nghìn quân đội họ Tô, toàn quân hủy diệt, Tô Dông trước khi chết, còn cảm thấy bản thân cứu vớt chủ công, có thể nhắm mắt. Thẩm lãng cao mày, nhìn thi thể đầy đất. Lý Thiên Thu nhìn một màn này, giống như cảm khái muôn vàng. Thế nhưng một lúc lâu, ông bỗng thốt lên. Ta cảm thấy làm nông dân tốt vô cùng, Sống ở kiếm đảo cũng tốt vô cùng. Ý của ông chính là, những thứ đại nhân vật này dẫu có huy hoàng thật đấy, nhưng thời điểm chết cũng thảm liệt như vậy. Thẩm lãng thở dài nói tô nang này lợi hại, rất lợi hại, nếu như bỏ đi khuyết điểm tham lam của ông ta, ta và Trương Công Thật chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Thiên Thu nói thẩm công tử, mùi vị báo thù rửa hận thế nào, vô cùng thoải mái. Thẩm lãng nói thế nhưng tô nang cũng khá đáng gờm đấy, trước khi chết lại để ta không hận ông ta cũng không hận gia tộc họ tô. Con bà nó, rõ ràng là ta muốn báo thù, kết quả chính ông ta giết sạch cả nhà họ tô, lợi hại. Đi tới trước mặt mấy chiếc xe ngựa, vừa mở nhìn, bên trong toàn là vàng lóng lánh. Mười cân một thỏi vàng. Vàng rung động lòng người, huống chi là nhiều vàng như vậy. Thế nhưng thẩm lãng cùng kiếm vương Lý Thiên Thu đều không hề động lòng. Đừng xem gia sản Lý Thiên Thu không vượt qua 300 lượng vàng, nhưng ông ta coi tiền tài như cặn bã. Có tiền cũng không biết nên xài như thế nào, mua xe sang, căn hộ cao cấp hay là lấy ba vợ bốn nàng hầu, loại chuyện này cũng chỉ có loại người tục tằng như Thẩm Lãng mới làm ra được. Mà mấy thứ này Thẩm Lãng đều đã có. Nhưng đám vàng này đơn giản là con số khổng lồ. Ru ru, đám vàng này là phụ thân ngươi cướp bóc tới, cho nên vẫn là nhà ngươi, vật quy nguyên chủ. Thẩm Lãng nói công chúa arunana liếc mắt một cái nàng với vàng cũng không cảm giác thứ này không có thể ăn cũng không thể uống ngươi có muốn không ngươi muốn liền toàn bộ lấy đi nữ vương bại gia này thật sự rộng rãi thẩm lãng lắc đầu lúc hắn cần tiền thì tiền đã trực tiếp đến tay rồi hướng nương tử muốn hướng hội thiên đạo muốn còn muốn bản thân mang vàng theo còn muốn bảo quản quá phiền toái ta không nhận Thẩm lãng nói như thế, ngươi cầm vàng trở về đến cung vua Khương, tìm một tầng hầm chôn đám vàng này xuống, như thế cũng không ai tìm đến được. Được. Arunana nói khi nào ngươi muốn, liền nói với ta một tiếng. Thẩm lãng nói cảm ơn tẩu tử. Con số vàng khổng lồ này, tương lai hắn cũng có thể tận dụng. Đại ngốc, cho ngươi cả đêm, sáng mai chúng ta liền đi, vào lúc ban đêm, thẩm lãng thực sự không chịu nổi, chạy tới một dặm mới đi ngủ cặp đôi đại ngốc cùng Arunana quần nhau quá mạnh bạo. Không, nói cho đúng là Arunana dằn co quá mức. Cho tới bây giờ mới thôi. Đại ngốc cho tới bây giờ cũng không có chủ động, cả thật sự là quá xấu hổ, cảm thấy làm loại chuyện này thực sự quá ngựa ngùng, cho tới bây giờ cũng là nằm ở một chỗ vô cùng bị động. Sao có chừng 10 canh giờ bên trong không dám gặp người? Trên cái thế giới này vẫn còn có chuyện xấu hổ vậy, nhưng lại thú vị đến thế, so với cái gì chơi cũng hay hơn. Đại ngốc mở ra cổng thế giới mới, nhưng lại là không dám trầm mê, không dám chủ động. Sáng sớm hôm sau, thẩm lãng mang theo đám người đại ngốc, cùng chia tay với khương nữ vương Arunana. Nữ vương muốn dẫn lĩnh kỵ binh trở về hoàng cung. Thẩm lãng mang theo đám người đại ngốc, vũ liệt trở về Việt quốc. Arunana điều động 2.000 kỵ binh, hộ tống thẩm lãng về nước. Đoàn người đi ước chừng vài ngày, Cuối cùng rời khỏi Khương Quốc, về tới dưới Đại Tuyết Sơn đến biên giới hai nước Khương Việt. Mà lúc này, Thẩm Lãng gặp được một người quen. Ba Nhược Tông Sư đang dắt một con bò trắng, chở nhiều phù điêu đá của Đại Kiếp Cung. Ba Nhược Tông Sư mặc quần áo mới, mặc trang phục cưỡi ngựa hiếm thấy. Thẩm Lãng không khỏi liếc về phía cặp đùi của nàng. Đường Tông không tệ. Hàm số lượng giác lại càng không sai. Cặn bã, ba nhược mắng một tiếng tiếp đó đi như nơi không người. Hướng đi về phía nước sở. Rõ ràng thế sự khó liệu, lúc đầu nàng muốn đi phủ hầu tức trấn viễn trả bí tịch, kết quả nghe nói phủ hầu tức trấn viễn bị trịnh đà chiếm lĩnh. Vậy không có biện pháp, coi như toi công. Không phải ta không trả, mà là tìm không được chủ nhân. Ba nhược đi thật xa, thẩm lãng vẫn còn quay đầu lại nhìn bóng lưng của nàng. Hình dạng mông tròn ghê. Lý Thiên Thu thực sự không nhịn được nói luận tướng mạo, công chúa Ninh Khiết không thua gì ba nhược sư muội, vì sao ngươi chưa bao giờ liếc nhìn nàng một cái, lại nhiều lần khiêu khích ba nhược. Thẩm Lãng nói Ninh Khiết gặp qua bóng tối quá nhiều, trái tim cùng linh hồn đều đã trải qua bóng tối không sạch sẽ. Mà ba nhược tông sư nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực đơn thuần không khuyết điểm, còn có hơi biến thái ngầm, khơi dậy sẽ vô cùng thú vị. Lý Thiên Thu thực sự không cách nào hiểu được thế giới tinh thần của phường cạn bã. Thẩm Lãng nói hơn nữa, ta cũng không có muốn với nàng làm cái gì ta thuần túy là dùng ánh mắt tán thưởng lý thiên thu nói vậy sau này nếu như ngươi chữa vợ ta khỏi bệnh nàng cũng rất đẹp ta hy vọng ngươi không nên dùng loại ánh mắt tán thưởng này nhìn nàng thẩm lãng kinh ngạc tiếp đó siêu cấp xấu hổ làm sao thế được làm sao thế được ta là người như thế à đàn bà có chồng ta chưa bao giờ thông đồng a à, đàn bà có chồng bình thường ta chưa bao giờ thông đồng tầm bậy Tiếp đó, thẩm lãng mang đội tiến vào trong Việt quốc, ba nhược đại tông sư, chắc bò Tây Tạng, thờ ơ mà bước đi. Lại phải trở về ma nham đạo cung, lại muốn đối mặt những đệ tử kia. Thật là nhàm chán. Tiếp theo ta tìm lý do gì đi ra ngoài chơi, làm lại tiêu diệt kẻ phản bội lâm thường tuyết sơn cung, không nên không nên, tuyết sơn cung của nàng chỉ có 19 người, sẽ tiêu diệt liền hoàn toàn không còn một mẫu. Lâm thường tuy rằng vừa xấu, vừa nóng nảy, nhưng cuối cùng là sư tỷ của ta không thể để cho tỷ ấy bị ăn hiếp ta có lý do gì để không trở về núi ma nham không càng nghĩ càng chẳng tìm được phiền chết phiền chết kẻ thù của nham ma cung ít thế chỉ có hai người một lý thiên thu một lâm thường bằng không ta là có thể lấy danh nghĩa báo thù mỗi ngày ở bên ngoài chơi cái tên cặn bả thẩm lãng kia gây thù chút quán nhiều như vậy cho nên mỗi ngày lấy danh nghĩa báo thù ở bên ngoài đông chơi hắn làm sao làm được bằng không ta không về, ta tìm lý do sẽ ở bên ngoài chơi vài ngày, nước Nam ẩu, tộc Sa Man đại chiến bừng bừng khí thế, nhất định là rầy đây mai đó, sinh linh đồ tháng, ta lấy tư cách võ đạo tông sư, có trách nhiệm nghĩa vụ đi bảo hộ dân chạy nạn vô tội. Không được, không được, ta cũng không phải thần nữ tuyết ẩn, cho tới bây giờ đều chưa từng làm chuyện tình cứu vạn dân. Ta cả đời này không có phạm qua tội, cũng không cần thứ tội. Thật nhàm chán, thật nhàm chán. Rơi vào đường cùng. Ba nhược tông sư chỉ có thể ảo não trở về ma nham đạo cung. Có đệ tử lợi hại nào khổng, ngươi vội vàng cho ta lớn lên, ta không chịu nổi cái ghế trưởng môn nữa. Cùng lúc đó, một lão một đồng râu tóc bạc trắng, không lưng lưng khoác một tấm áo lông cừu, vội vàng xua một bầy cừu đi về phía nam. Hướng về phía tộc sa mang. Ôi, bụi về bụi, đất về đất, vinh hoa phú quý, chỉ là nhất thời, tiếp đó ông ta há miệng, hát ra bài dân ca Khương Quốc đại mùi à, nàng chớ ngồi lên bò đực của ta, mông nàng quá lớn sẽ ép bò ta không xuống núi nổi, nàng quá lẳng lơ, để cọc bò phải dựng đứng, trong phủ hầu tước trấn viễn. Trịnh đà cùng lương vĩnh niên giống như chuột sa hũ nét. Quả thực có vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Trong tòa thành này lương thảo vô số, vô số người đẹp. Trịnh đà vẫn cẩn thận, ngay từ đầu chỉ ăn lương thảo bản thân mang tới, chỉ uống nước ngọt bản thân mang tới. Hơn nữa đã dùng ngân châm kiểm tra mỗi một túi lương thực, mỗi một miếng thịt. Căn bản cũng không có bất luận độc gì. Nhưng ông ta vẫn không dám ăn. Để cho đám đàn bà trẻ con người già phủ hầu tức trấn viện ăn trước. Ăn hai ngày cũng hoàn toàn không có việc gì. Ông ta mới an tâm mà xơi. Rượu ngon, mỹ thực, sướng không tả nổi. Đây mới cuộc sống còn hơn cả vương hầu, ngay từ đầu, quân đội của ông ta còn nhịn không gieo tai họa cho gia quyến trong phủ hầu tước trấn viễn. Nhưng vài ngày sau, thực sự không nhịn được, thế là, những cô gái trong phủ hầu tước trấn viễn gặp nạn. Quân đội của Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên ở trong phủ hầu tước trấn viễn sinh hoạt phóng đảng quá mức. Mấy ngày trước vùng biên giới Ngô Việt, ở đây tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất, tin tức chiến trường quận Bạch Dạ còn chưa có truyền đến. Việc Vương Ninh Nguyên Hiến ở trong đại danh giống như không khí cũng cứng lại vua ngô trẻ tuổi quá khó đấu. Biện tiêu ở bên trong nước ngô đã giết được máu chảy thành sông đầu người lăn long lóc, vị ngô vương này vẫn không có thỏa hiệp. Ngược lại thêm binh 15 vạn, trong tay Việt vương cũng chỉ có 8 vạn, chỗ hai quân giằng co, chỉ có chính là mấy trăm mét. Ninh Nguyên hiến áp lực như núi. Thậm chí có một chút động tĩnh cũng cảm thấy là 15 vạn đại quân ngô vương đánh tới. 15 vạn với 8 vạn, có ưu thế binh lực to lớn nhưng việc quốc thuộc về phòng thủ toàn bộ trên phòng tuyến có hai tòa thành trì có thể tương đối trung hòa loại binh lực ưu thế này việc vương mỗi một ngày đều bị dày vò vị quốc vương này tự mình làm mồi dụ đương nhiên gan dạ nhưng lại là mạo hiểm đáng sợ quân tử không lập mi bức tường huấn quân vương tin tức xấu lần lượt truyền đến đại quân nước sở điên cuồng tiến đánh phòng tuyến xuân miêu đã đoạt mười mấy pháo đài trực tiếp đẩy vùng biên giới ra tới ba bốn đậm ba vạn đại quân nước ngô cũng đang điên cuồng tiến đánh thành nộ triều kim trác bị đâm thành nộ triều thất thủ cũng nhất định chắc chắn mà tin tức xấu lớn nhất vẫn là từ chiến trường quận bạch dạ truyền tới trưởng công chúa ninh khiết đưa tới một phong mật tấu cuối cùng thẩm lãng vẫn không có xuất hiện tô nang lại một lần nữa thêm binh trương sung bệnh nặng quận thành bạch dạ thực sự không thủ được có thể ngày tiếp theo sẽ thất thủ mặc dù Ninh Nguyên Hiến đã suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Điều động Tam Vương Tử Ninh Kỳ dẫn đầu ba vạn đại quân tiến vào chiếm giữ quận Lan, khi cái này cũng ý nghĩa bỏ đi phần lớn miền Nam hành tỉnh Thiên Tây. Chân chính sống một ngày bằng một năm. Ninh Nguyên Hiến hướng về phía cái gương, thậm chí có thể cảm giác được bản thân mỗi một ngày đều đang trở nên tiều tụy, đều dần gần già đi. Thế nhưng ông luôn luôn đang đợi một tin tức. Hoặc là chính là tin tức tốt nhất hoặc là chính là tin tức xấu nhất. Tin tức xấu, dĩ nhiên là Trương Xung Diệt Vong, quận thành Bạch Dạ thất thủ, đại quân của Tô Nang cuốn tất cả miền Nam toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây, thế cục long trời lỡ đất. Một khi tin tức xấu này truyền đến. Như vậy, Việt Vương cũng chỉ hướng Ngô Vương đàm phán. Cho đến lúc này, ông ta thực sự muốn mặc cho vị Ngô Vương này đe dọa. Cách nhường hai quận, bồi thường tổn thất chiến tranh là nhất định. Thế nhưng chi phí lớn như vậy, cũng nhất định phải giao. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhưng cục diện một khi phát triển đến cái mức kia, vậy đối với uy vọng của Việt vương này hoàn toàn là đã kích trí mạng. Hơn nữa còn là không cách nào bù đắp lại. Việt quốc từ nay về sau, sẽ từ rớt khỏi vị trí chúa tể phía nam, nước ngô chiếm lấy. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến trong lòng luôn luôn có một hy vọng. Một đặc biệt hy vọng mong manh. Thẩm lãng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, lần trước gia tộc họ Kim đối mặt nguy cơ càng thêm hiểm ác đáng sợ, nhưng thẩm lãng chiếm lấy thành nộ triều như là trời phù hộ, trong nháy mắt đại hoạch toàn thắng. Trịnh đà không đáng tin cậy. Hy vọng duy nhất chính là thẩm lãng. Thế nhưng Ninh Nguyên hiến lại không dám quá trông cậy vào, bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Thật sự là quá xa vời. Thẩm lãng chỉ có mấy trăm người, thế nào diệt được vua Khương, thế nào có thể ngăn cơn sóng dữ? mấy ngày này, Linh Nguyên Hiến không có lộ diện từ đầu đến cuối sống ở đại doanh bên trong mà lẳng lặng chờ đợi. Đại quân nước Việt cũng không có khiêu khích chút nào, hoàn toàn co đầu rút cổ ở trong doanh trại. Ngược lại đại quân nước Ngô bắt đầu điên cuồng khiêu khích, thậm chí chế tạo lần xung đột quân sự này đến lần xung đột quân sự khác. Sĩ khí của quân Việt giảm xuống. Ngược lại ý chí chiến đấu của quân Ngô sụp sôi. Nhưng mà Ngô Vương lúc này cũng vô cùng vô cùng lo lắng. Biện tiêu ở bên trong nước ngô đại khai sát giới, mỗi một ngày nước ngô đều đang chảy máu, đều bị tổn thất thật lớn. Kết quả thành nộ triều bên kia còn chưa có tới. Sau cùng tin tức vẫn là chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà trong mật thư ngô một nói trận chiến nhất định sẽ thắng lợi. Cho nên đối với kết quả cuộc chiến thành nộ triều, ngô vương cũng không có lo lắng, cảm thấy nắm chắc. Cả đang chờ đợi chính là chiến cuộc phía Tây của Việt Quốc. Đợi kết quả cuộc chiến quận thành Bạch Dạ chỗ đó mới là mắt bảo của cả thiên hạ. Chỉ cần Trương Xung diệt vong, quận thành bạch dạ thất thủ, đại quân của Tô Nang quét ngang hành tỉnh Thiên Nam. Cho đến lúc này, Ninh Nguyên Hiến sẽ phải ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, biện tiêu ngoan ngoãn lui binh. Cho đến lúc này, chính là lúc ngô vương ta đây muốn gì được nấy. Chính là thời khắc vua ngô rửa sạch nhục nhã. Vua ngô trẻ tuổi không chú ý cuộc chiến thành nộ triều, mỗi ngày đều vô cùng lo lắng chờ đợi từ sáng đến tối muốn hỏi mấy chục lần. Quận Bạch Dạ chiến trường tin tức truyền đến à, có tin tức chiến trường quận Bạch Dạ truyền đến chưa vậy? Ninh Nguyên hiến lẳng lặng ngồi ở trên giường nhỏ, trong tay đọc kinh Phật, chỉ có như thế ông mới có thể thoáng an tỉnh lại. Lúc này mặc dù chưa nói tới sống chết tồn vong, nhưng tình thế tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Bên chiến trường thiên tây kia, nếu là truyền đến tin tức tốt, vậy liền trực tiếp bay lên thiên đường. Nếu như truyền đến tin tức xấu, vậy xuống địa ngục không có ở giữa. Không phải kết quả tốt nhất, chính là kết quả xấu nhất. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến sẽ không cầu nguyện, cầu thần Phật đầy trời đều vô dụng. Nếu là cầu nguyện hữu dụng, ngày đó đế chủ Khương Ly sẽ không phải chết, vương quốc đại càng cũng sẽ không thất bại. Năm đó toàn bộ thiên hạ, có bao nhiêu người ngưỡng mộ Khương Ly bệ hạ cuồng nhiệt, có bao nhiêu cầu nguyện vì ông ta, kết quả vị anh hùng cái thế này bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ninh Nguyên Hiến dần dần yên tĩnh lại ông ta chuẩn bị tư tưởng thật tốt cùng đợi kết quả xấu nhất thậm chí ông đã bắt đầu nghĩ cùng ngô vương đàm phán nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì cứ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi nên chịu thua thì cứ chịu thua đi nên đền tiền thì cứ đền tiền nên cắt nhường thì cứ cắt nhường ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị tinh tệ nhất mày có thể đế nồi nhưng mà vào lúc này tiểu lê công công lê ân lao điên cùng vào bệ hạ đại hỷ, đại hỷ, tinh chiến thắng, tinh chiến thắng vĩ đại, công tử thẩm lãng tiêu diệt vua Khương, bồi nữ vương Arunana, mang theo một vạn kỵ binh tiến vào chiến trường thiên Tây, cùng trương sung đại nhân nội ngoại giáp kích, đại hoạch toàn thắng, phản quân chủ lực của họ tô gần như toàn quân hủy diệt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.